rể quý trời cho. Chương 591, Tống Huyền Khanh mê tín. Cửa ủy ban nhân dân. Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa từ bên trong đi ra, mặt mày đều âm trầm, Lâm Thanh Diện đi phía sau hai người, xung quanh ba người đều tản ra một đoàn khói âm u. Tống Huyền Khanh ở gia viên chăn tụy nháo rất lâu, sống chết không ly hôn với Hứa Quốc Hoa, lúc mới đầu bà ta mặt mày còn hối hận, thậm chí không tiếc quỷ xuống nhận sai với Hứa Quốc Hoa. Nhưng Hứa Quốc Hoa tâm ý đã quyết, mặc cho Tống Huyền Khanh cầu xin thế nào cũng không có mềm lòng. Thấy cầu xin không có tác dụng, Tống Huyền Khanh lại lấy ra bản lĩnh một khóc hai nháo ba thắt cổ để uy hiếp Hứa Quốc Hoa nếu như ly hôn với bà ta, bà ta sẽ không sống nữa. Hứa Quốc Hoa không thèm suy nghĩ nói Tống Huyền Khanh chết trước đi cho ông ta xem thử, Tống Huyền Khanh lập tức đờ người, bà ta chẳng qua dùng cách này uy hiếp Hứa Quốc Hoa nghe lời bà ta mà thôi, chứ sao có thể thật sự đi chết được. Audio điện tử võ tấn bền. Lâm Thanh Diện cảm thấy Tống Huyền Khanh còn quậy nữa sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của hứa Bích Hoài, vì thế lạnh mặt nói với Tống Huyền Khanh kêu bà ta lập tức ly hôn với hứa Quốc Hoa. Trong lòng Tống Huyền Khanh sợ hãi Lâm Thanh Diện, lập tức trở nên ngoan ngoán, cuối cùng không thể không cùng hứa Quốc Hoa đến Ủy ban Nhân dân làm thủ tục ly hôn. Tống Huyền Khanh, chúng ta về thôi, hứa Quốc Hoa liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, Cùng hứa quốc hoa đi về phía xe. Tống Huyền Khanh dừng lại, lúc này bà ta thật sự cảm nhận được mùi vị bị vứt bỏ rồi, Chu Sinh là tên lừa đảo, Hứa Quốc Hoa ly hôn với bà ta, Hứa Bích Hoài lại hoàn toàn đứng về phía Hứa Quốc Hoa, con rể Lâm Thanh diện lại là một tên ác ma đánh bà ta không chút mềm lòng. Nghĩ đến đây, Tống Huyền Khanh bỗng cảm thấy mình trở thành người thảm nhất dưới đáy xã hội, trong lòng thậm chí có ý nghĩ không muốn sống nữa. Bà ta ngồi phịch trên mặt đất, không nhịn được mà khóc lên thu hú hút được đủ loại ánh mắt của người qua đường. Lâm Thanh Diện, đồ khốn nhà cậu, tôi trở nên thê thảm như này đều là vì tên sao trổi như cậu, cậu bắt cóc con gái của tôi, lại xúi hứa quốc hoa ly hôn với tôi, cậu chính là tên ác ma đáng hận nhất trên đời này. Tống Huyền Khanh tuyệt vọng, đã không để tâm Lâm Thanh Diện có bóp chết bà ta hay không, lại đổ mọi tội lỗi lên Lâm Thanh Diện. Cậu nhất định sẽ gặp báo ứng, cậu hại tôi thê thảm như vậy, ông trời nhất định sẽ không tha cho cậu, cậu cứ đợi đấy, không lâu nữa đâu, cậu sẽ gặp xui xẻo rồi. Lâm Thanh Diện ngoảnh đầu liếc nhìn Tống Huyền Khanh, Tống Huyền Khanh tưởng rằng Lâm Thanh Diện lại muốn tới bóp cổ bà ta, bị dọa sợ mà vội vàng đứng dậy, chạy về phía xa. Cậu sẽ gặp xui xẻo, Tống Huyền Khanh vừa chạy vừa hét lên. Lâm Thanh Diện lắc đầu bất lực, không có để tâm đến lời Tống Huyền Khanh, sau khi cùng hứa quốc hoa lên xe thì trở về gia viên chăn tùy. Trong nhà, Lâm Thanh Diện, anh nói chúng ta làm như thế, liệu có phải quá tuyệt tình rồi không mẹ em nếu như nghĩ không thông liệu có làm ra chuyện gì ngu ngốc hay không hứa bích hoài có hơi lo lắng hỏi lâm thanh diện mỉm cười mở miệng nói cái này em yên tâm đi trên thế giới này ai cũng có thể không thể chịu được chọn một vài cách cực đoan nhưng duy nhất sẽ không phải bà ta bà ta coi trọng mạng của mình hơn tất cả mọi thứ hứa bích hoài suy nghĩ một lát cảm thấy lâm thanh diện nói cũng có lý lấy sự hiểu biết của cô đối với tống huyền khanh Nghĩ như thế, quả thật có hơi lo lắng quá rồi. Nhưng chuyện này em không cần nghĩ nhiều nữa, em vẫn nên mau chóng suy nghĩ xem lần này chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật phải cầm theo cái gì, lịch trình ở đảo Ánh Trăng Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hai ngày nữa chúng ta xuất phát." Lâm Thanh Diện cười nói. Trên mặt Hứa Bích Hoài cũng lộ ra nét vui vẻ, khoảng thời gian này các chuyện linh tinh đã khiến cô có hơi tâm phiền ý loạn, cô cũng muốn ra ngoài du lịch, thư giãn tâm trạng. Buổi tối Lâm Thanh Diện gọi điện cho Lâm Trung Thiên, nói với Lâm Trung Thiên, ông ta sắp làm ông nội rồi. Lâm Trung Thiên sau khi biết được tin tức này thì rất vui, thích động đến mức tay khô khoáng, suýt chút trực tiếp phá hủy phòng sách của mình. Thân phận của Lâm Trung Thân sau khi chuyển thành đồ thiên tuyệt, Lâm Trung Thiên cũng chưa từng vui vẻ, trên người ông ta gánh vác bí mật quá lớn, tất cả thời gian của ông ta đều bị sự vụ lớn nhỏ của quan lĩnh chiếm hết. Mà Lâm Thanh Diện nói tin tức này cho ông không nghi ngờ gì đã đem một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện trong thế giới tràn ngập bóng tối và sát phạt của ông ta khiến ông ta cảm thấy thế giới này không còn vô vị như thế nữa ông ta cũng là người sắp làm ông nội rồi vì để bảo đảm sự an toàn cho đứa cháu còn chưa chào đời này của mình lâm trung thiên trực tiếp quyết định phái ba cao thủ trong top ba chiến thần bảng ở trong bóng tối bảo vệ hứa bích hoài lâm thanh diện không ngờ lâm trung thiên lại xuất ra thủ bút lớn như vậy Vậy mà muốn phái ra ba cao thủ trong top 3 của Chiến Thần bảng đến đây, lúc này anh nói với Lâm Trung Thiên không cần thiết, bản thân cũng có thể bảo vệ sự an toàn của Hứa Bích Hoài. Có điều Lâm Trung Thiên cố chấp muốn phái ba người Lý Phủ Đồ đến, nói đây là tâm ý của người làm ông nội như ông ta, Lâm Thanh Diện không nên ngăn cản. Lâm Thanh Diện bất lực, chỉ đành đáp ứng với Lâm Trung Thiên, nghĩ nhiều thêm một lớp bảo vệ, trong lòng anh cũng có thể yên tâm hơn. Hôm sau Lâm Thanh Diện nhờ hướng vấn thiên mua vé trên du thuyền của đảo Ánh Trăng cho mình, anh và hứa Bích Hoài quyết định hai ngày nữa đến đảo Ánh Trăng, bắt đầu một chuyến du lịch lãng mạn. Hướng vấn thiên trực tiếp giúp Lâm Thanh Diện đặt phòng sang nhất trên du thuyền đó, coi như thể hiện tâm ý của mình, khiến cho chuyến du lịch của Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài càng thoải mái hơn. Nhã Phúc Viên, trong biệt thự của Tống Huyền Khanh. Bởi vì Chu Sinh bị đánh gãy tứ chi vứt ra đường làm ăn xin, biệt thự này cũng trở thành chỗ ở duy nhất của Tống Huyền Khanh. Lâm Thanh Diện cũng không có thu hồi căn biệt thự này, để bà ta một mình sống ở trong căn nhà to như vậy, mới có thể khiến bà ta nếm trải sự dày vò lạnh lẽ đối với thần kinh con người. Lúc này trong phòng khách của biệt thự, trên bức tường chính trung tâm đã treo một bức tượng của quan nhị ra, trước bức tượng là một hương án, bên trên để hoa quả, đốt mấy nén nhang. Tống Huyền Khanh đang quỳ xuống bức tượng này, hai tay chập lại, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày chân thành cầu nguyện. Quan nhị ra, tên ác ôn lâm thanh diện đó đã làm ra rất nhiều chuyện ác độc, cậu ta hại con nhà tan cửa nát người chết kẻ vong, khiến con một mình ở trong căn biệt thự lạnh lẽo này, thật sự quá độc ác. Quan nhị ra nếu như ở trên trời có linh thì xin ngài trừng phạt lâm thanh diện một lần, tốt nhất có thể khiến cậu ta chết đi, như thế mới có thể giải được nỗi hận trong lòng con, con mỗi tháng đều sẽ thắp hương cho quan nhị ra. Nói xong, Tống Huyền Khanh bèn dập đầu mấy cái trước mặt quan nhị ra. Nhật Bản, cửa trước một võ quán chiếm diện tích cực lớn. Một bóng người sừng sững đứng ở đó, liếc nhìn tấm bảng của võ quán, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Quy điền nhất lang, ngàn người khó địch lại, thần thoại bất bại trong chiến đấu của Nhật. Ha ha, nhớ năm đó tôi đến chỗ ông ta tìm ông ta xin chỉ giáo, ông ta trực tiếp cho người đuổi tôi ra ngoài, lúc đó thực lực của tôi không đánh lại được ông ra, nên đành nuốt cục tức này xuống. Hiện này đã học xong bản lĩnh của thầy quay lại, cũng là lúc xả cục tức này rồi, giết quy điền nhất lang, sau đó đi lấy đầu của lâm thanh diện. Công tôn thắng tự tin nói với chính mình hai câu, sau đó cất bước đi vào trong võ quán. Có hai người canh cửa cản công tôn thắng lại, dùng giọng điệu mọi ngày mà mắng, làm cái gì, đây là võ quán của đại sư Kameda, người không liên quan không được tiến vào. Công tôn thắng không nói chuyện, trực tiếp tung một cước, hai người đó bèn bay ra ngoài, ngã xuống đất ói máu, sau đó không có động tĩnh nữa kêu tên quy điển nhất lang đó lăn ra đây cho tôi. chương 592, một chiêu chí mạng. Lúc này trên diễn võ trường của võ quán có không ít người đang luyện tập những chiêu thức cơ bản, sau khi nhìn thấy cánh cửa ngã ra về phía bọn họ đã gây nên náo loạn. Một nhóm người chạy đến xác nhận tình trạng của hai người đó, sau đó sửng sốt phát hiện hai người này đều đã ngừng thở. Anh là ai? Anh đã giết sư đệ của chúng tôi, sư phụ của chúng tôi sẽ không tha cho anh. Một người trong đó ngẩng đầu liếc nhìn Công Tôn Thắng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đến giết quy điền nhất lang, mau kêu ông ta ra đây cho tôi." Công Tôn Thắng có hơi mất kiên nhẫn mở miệng: "Hừ, dựa vào anh mà cũng muốn giết sư phụ của chúng tôi, thật là người si nói mộc, để anh trước tiên lĩnh giáo sự lợi hại của chúng tôi đã." Các đệ tử đều xông về phía Công Tôn Thắng, khí thế bừng bừng. Công Tôn Thắng nhếch môi, hoàn toàn không có đặt mấy người này vào mắt anh ta liếc nhìn người đứng gần nhất cách thức hô hấp nảy sinh thay đổi vốn dĩ cánh tay nhìn trông không có lực lượng gì khi nhấc lên nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh người anh ta một trưởng đánh vào lồng ngực của người đó xương cốt ở ngực của người đó trực tiếp nứt vỡ trên lồng ngực lưu lại một dấu tay sau đó cơ thể của anh ta bay ra ngoài đập mạnh vào những người đằng sau mà ngã ra đất những người này đều cảm thấy lồng ngực nóng lên nôn ra một búng máu đã bị trọng thương mà người trên cùng sông lên đó đã đi gặp Diêm Vương ra rồi. Chuyện này sao có thể chứ, anh ta cách thân thể của một người đánh chúng ta, tại sao lại truyền ra lực lượng mạnh mẽ như thế chứ? Mau đi gọi sư phụ, thực lực của tên này quá khủng bố, chỉ có sư phụ mới có thể khống chế được anh ta. Mấy người bị thương tương đối nhẹ lập tức chạy vào trong gọi Quy Điền Nhất Lang. Công Tôn Thắng vung tay, nhìn người ngã ở trước mặt mình, thở dài bất lực nói năm phần lực lượng của tôi vậy mà chỉ đánh bọn họ thành như thế này xem ra cách biệt với sư phụ vẫn là rất lớn những người ngã trên đất mặt mày đều kinh ngạc không ngờ một chiêu khủng bố vừa rồi của công tôn thắng thế mà chỉ dùng năm phần lực lượng tên này rốt cuộc là loại biến thái gì vậy không lâu sau mấy người chạy vào gọi người đã chạy trở ra sư phụ chính là tên này anh ta đánh chết mấy sư đệ của chúng ta sư phụ nhất định phải trả thù thay bọn họ một người chỉ vào công tôn thắng, nói. Một ông lão tóc bạc trắng đi tới, người này mặc dù tuổi tác đã cao, thân hình lại tạo cho người khác cảm giác sừng sững hơn nữa người này bước đi vững trái, xung quanh tản ra khí tức cường đại. Người này chính là đại sư chiến đấu và có danh hiệu ngàn người khó địch lại của Nhật, Quy Điển Nhất Lang. Quy Điển Nhất Lang nhìn thấy những đồ đệ ngã trên đất của mình, sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó ánh mắt dừng trên người công tôn thắng, Phát hiện chỉ là một tiểu bối trẻ tuổi, lửa giận trong mắt lại càng mãnh liệt. Cậu là ai, tại sao phải ra tay tàn độc với đồ đệ của tôi như vậy?" Quy Điền Nhất Lang trầm giọng nói. Công Tôn Thắng mỉm cười với ông ta, mở miệng nói, "Mấy năm trước tôi đến chỗ ông xin học, nhưng lại bị ông đuổi ra ngoài, có điều cũng chính là bởi vì ông không thu nhận tôi, tôi mới có may mắn gặp được sư phụ bây giờ của tôi. Hôm nay tôi đến đây là muốn xem thử thành quả mấy năm nay theo sư phụ học tập của mình." Muốn biết lúc đầu đại sư mà tôi ngưỡng vọng, hiện nay có thể thiếp được một chiêu của tôi hay không?" Quy Điền Nhất Lang nghe thế, bỗng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Tiểu bối bị tôi từ chối nhiều vô số kể, cậu chẳng qua cũng chỉ là một người trong số đó, tôi sớm đã không có ấn tượng, có điều cậu lại dám hoành hoang muốn dùng một chiêu để đối phó tôi, cho dù là vì danh dự của võ quán này, tôi hôm nay cũng nhất định xử lý cậu. Vậy thì mau đi, thời gian của tôi có hạn, giải quyết xong ông tôi còn quay về đi lấy đầu của người khác nữa. Công tôn thắng cười lạnh nói. Kameda bị sự kiêu ngạo của công tôn thắng mà triệt để nổi giận, lập tức bày ra một tư thế muốn nghênh chiến, hét lên một tiếng, chịu chết đi. Sau đó bèn lao về phía công tôn thắng. Là đại tư chiến đấu nổi tiếng của Nhật, thực lực của Quy Điền Nhất Lang vẫn tương đối kinh người, ông ta đã kích phát lực lượng thân thể của mình đến cực đại. Tự nhận chỉ dựa vào lực lượng nhục thể không có ai có thể hơn ông ta, Công Tôn Thắng thấy Quy Điền Nhất Lang lao tới, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó hô hấp nhanh chóng thay đổi, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu sôi sục lên, sau khi bắt lấy thời cơ, một quyền hết sức đánh vào lồng ngực của Quy Điền Nhất Lang. Quy Điền Nhất Lang tự nhận lực lượng không ai có thể địch lại được ông ta, cho nên không có tránh né, mà trực tiếp cứng đối cứng với một quyền của Công Tôn Thắng. Hai nắm đấm va chạm, lực lượng bạo phát, Quy Điền Nhất Lang mặt mày tràn ngập tự tin, tuy nhiên sau đó, rắc một tiếng sắc mặt của ông ta lập tức trở nên trắng bệch sau đó bay ra ngoài máu tươi như nước chảy ra từ miệng của quy điền nhất lang ông ta khó tin nhìn công tôn thắng không ngờ mình vậy mà chỉ trong một chiêu đã thua trước người thanh niên này công tôn thắng vặn vặn cổ tay của mình thấy quy điền nhất lang thoi thóp trên mặt đất mỉm cười nói tiếp một kích toàn lực của tôi còn có thể giữ được hơi thở ông cũng coi như không tệ tại tại sao lực lượng nhục thể này của tôi đã kích phát đến cực đại cho dù cậu trẻ tuổi cường tráng cũng không thể trong một chiêu đã đánh tôi thành ra như thế này được." Quy Điền Nhất Lang mặt mày không hiểu nói. Công Tôn Thắng liếc nhìn ông ta, âm trầm nói, "Ai nói cho ông, lực lượng nhục thể chính là cực hạn của con người?" Mắt của Quy Điền Nhất Lang trợn lên, còn chưa có hỏi được sự nghi ngờ trong lòng mình, cổ đã bị vặn, không có động tính. Công Tôn Thắng vỗ vỗ tay, trực tiếp xoay người, không hề do dự đi ra khỏi cửa lớn của võ quán. Tiếp theo chính là cái tên Lâm Thanh Diện đó. Cảng Độ Hải, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều đổi sang mặc đồ thoải mái, lúc ở bến cảng đợi, nhìn biển lớn trước mắt, hít thở không khí tươi mới mà gió biển đưa tới, đều có chút thư giãn. Hôm qua, hai bọn họ bèn mang theo hành lý khởi hành đến đây, bởi vì du thuyền đến đảo Ánh Trăng chỉ dừng ở nơi này, cho nên người muốn đến đảo Ánh Trăng du lịch đều phải đến cảng Độ Hải tập trung. Em trước đây còn chưa từng đi du thuyền đây vẫn là lần đầu hứa bích hoài cười nói với lâm thanh diện lâm thanh diện mỉm cười sờ đầu của cô mở miệng nói em từng xem titanic chưa xem rồi sao thế hứa bích hoài mở miệng hỏi du thuyền chúng ta đi lần này chắc sẽ sang trọng hơn cái đó đến lúc đó anh dẫn em đến đầu thuyền chúng ta cũng làm theo em nhảy anh cũng nhảy như thế nào lâm thanh diện mỉm cười mở miệng hứa bích hoài lập tức lườm anh nói anh muốn nhảy thì đi mà nhảy em bây giờ không phải có một người nữa rồi, cho dù em đồng ý, con trong bụng cũng sẽ không đồng ý. Lâm Thanh Diện lắc đầu mỉm cười, đưa tay vuốt ve bụng của hứa bích hoài. Vào lúc này, một tiếng còi rất lớn vang lên, hai người đều ngoảnh đầu qua nhìn, phát hiện một du thuyền có mười mấy tầng, có diện tích đủ lớn để chiếm cả bên cảng này đang từ từ vào bến. chương 593, họ hàng xa. Qua, wow, chiếc du thuyền này thật lớn. Hứa Bích Hoài trước mắt nhìn chiếc du thuyền trước mắt, phát ra tiếng suýt xoa. Lâm Thanh Diện nhìn thấy vẻ ngoài tráng lệ của chiếc du thuyền, trong lòng cũng không khỏi khen người thiết kế ra công trình vĩ đại này. Chiếc du thuyền này có tên là Trân Châu, là do đảo Ánh Trăng cho tiền chế tạo, chuyên chở những khách du lịch từ khắp các nơi trên thế giới đến đảo. Cũng chính vì sự tồn tại của chiếc du thuyền này, vé vào cửa của đảo Ánh Trăng mới trở nên vô cùng quý giá, cho dù là vé rẻ nhất cũng phải mất 600 triệu một người, người mua loại vé này bình thường chỉ có thể ở tầng dưới cùng của chiếc du thuyền, không có tư cách bước tầng cao hơn. Trân Châu tổng cộng có 12 tầng, giá tầng thấp nhất là 600 triệu một người, lên một tầng, giá tăng lên 150 triệu, mà tầng cao nhất của du thuyền, chính là nơi xa hoa nhất của cả du thuyền, nơi này được trang trí xa hoa nhất, các thiết bị cao cấp nhất, cùng với sự phục vụ đạt mức cao nhất, đồng thời nơi này cũng là nơi có view nhìn đẹp nhất của cả du thuyền, có thể thu chọn cảnh đẹp của biển cả vào trong tầm mắt mà tầng cao nhất tổng cộng chỉ bán 10 vé, 4 tỷ rưỡi vé. Vé mà hướng Vân Thiên mua cho Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài chính là vé của tầng cao nhất. Ông xã, chúng ta lần này sẽ ở tầng mấy của chiếc du thuyền này? Hứa Bích Hoài mở miệng hỏi Lâm Thanh Diện một câu. Lâm Thanh Diện nhấc tay, chỉ về phía cột buồm của tầng cao nhất, nói ở đó. Ớ, ờ, đây không phải hứa Bích Hoài hay sao? Hai người sao lại ở đây? Vào lúc này, Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Hứa Bích Hoài ngoảnh đầu liếc nhìn về hướng đó thì nhìn thấy một thanh niên mặc vest, tóc ngắn, trông lớn hơn cô mấy tuổi. Bên cạnh thanh niên là một mỹ nữ ăn mặc diễm lệ, dáng vóc lồi lõm có đủ. Sau khi nhìn thấy người thanh niên đó, Hứa Bích Hoài lập tức lộ ra biểu cảm nghi hoặc, mở miệng hỏi anh là. Người thanh niên đó lập tức bật cười, mở miệng nói, không ngờ cô vậy mà không nhớ tôi nữa, có điều cũng đúng cô luôn sống ở nơi nhỏ bé như Hồng Thành, hai chúng ta tổng cộng cũng chỉ gặp nhau không qua ba lần, cô không nhớ cũng là chuyện bình thường. Tôi là Hứa Thông, là anh họ xa của cô ở Dương Thành, lúc đầu ông nội cô dẫn cô đến chỗ chúng tôi, lúc đó cô giống như một cô nhóc dưới quê, không ngờ bây giờ vậy mà cũng lộ ra dáng vẻ thành thục rồi. Nghe thấy lời này của Hứa Thông, trong đầu của Lâm Thanh Diện lập tức nhớ đến người trước mặt này là ai, sau đó trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ nhíu mày. Hứa thông này quả thật là anh họ xa của cô, người này là người thuộc dòng chính của gia tộc hứa ra ở Dương Thành, nhà họ hứa ở Hồng Thành và nhà họ hứa ở Dương Thành quả thật có một chút quan hệ họ hàng, chính là có dây dưa với thế hệ của hứa mạn tranh. Bởi vì những năm nay hai nhà không có qua lại gì, cho nên quan hệ đã nhạt dần, ban đầu hứa mạn tranh dẫn hứa bích hoài đến Dương Thành một lần. Hứa Bích Hoài đối với ký ức lúc nhỏ đi đến nhà họ hứa ở Dương Thành vẫn tương đối khắc sâu, bởi vì Dương Thành là một thành phố lớn tuyệt đẹp có thể sánh ngang với kinh đô, nhà họ Hứa ở Dương Thành có thể trở thành gia tộc truyền tuyến đầu, đương nhiên không xem nhà họ Hứa ở Hồng Thành còn con vào mắt. Cho nên lúc đó Hứa Mạn Tranh dẫn Hứa Bích Hoài đến đó, nhận vô số sự chế giễu và ánh mắt khinh rẻ, trong đó xem thường cô nhất chính là Hứa Thông này, anh ta luôn nói Hứa Bích Hoài là đồ nhà quê, hơn nữa luôn lấy nhà họ Hứa ở Dương Thành ra so với nhà họ Hứa ở Hồng Thành, có một lần nói Hứa Bích Hoài đến phát khóc vì thế sau khi nhớ ra hứa thông là ai hứa bích hoài mới nhíu mày cô từ trong ngữ khi nói chuyện của hứa thông đã nhận ra tên này không có khác gì năm đó tôi nhớ ra rồi không ngờ là anh họ thông thật khéo mặc dù không có ấn tượng tốt với hứa thông nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại một câu hứa thông cười nói thật không ngờ cô vậy mà cũng đến đảo ánh trăng đối với các cô mà nói một lần đến đảo ánh trăng sợ rằng phải dùng một nửa tiền tích góp cả đời nhỉ Hứa Bích Hoài bỗng không có hơi nghẹn lời, mở miệng nói, cái này không cần anh họ phải nhọc lòng. Hứa Thông cười ha hả, nói với cô gái bên cạnh, Tiểu Đình, đây chính là Hứa Bích Hoài mà trước đây anh từng nhắc với em, chính là em gái quê mùa, không ngờ đến khi lớn lên lại khá giống người. Cô gái tên là Tiểu Đình đánh giá Hứa Bích Hoài từ trên xuống dưới, phát hiện em gái quê mùa trong miệng của Hứa Thông vậy mà còn xinh đẹp hơn cô ta, trong lòng bỗng nhiên có hơi không vui chính là người gả cho một kẻ phế vật đó sao? Nhìn trông cũng khá xinh đẹp, không biết tại sao lại gả cho một kẻ vô dụng, lẽ nào phương diện nào đó có vấn đề. Tiểu Đình lầm bẩm một câu. Lâm Thanh Diện ở bên cạnh nghe thấy hai người hùa nhau mỉa mai Hứa Bích Hoài, bỗng có hơi không vui, lập tức mở miệng muốn cảnh cáo bọn họ, nhưng lại bị Hứa Bích Hoài ngăn lại. Hứa Bích Hoài, đây chắc không phải ông chồng phế vật đó của cô chứ? Nhìn quả thật khá bình thường, hừm mặc dù điều kiện nhà cô cũng không tốt lắm nhưng phối với một tên vớ vẩn này quả thật đáng tiếc nghe nói anh ta không làm cái gì cả chỉ có thể dựa vào cô nuôi hứa thông liếc nhìn lâm thanh diện mở miệng nói tiểu đình cũng đánh giá lâm thanh diện trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường không làm cái gì vậy mà còn có thể đến đảo ánh trăng chơi được kẻ ăn bám thật sự yên tâm vô lo mà tiểu đình bĩu môi hai người nói đủ chưa lâm thanh diện đã có hơi mất kiên nhẫn rồi anh không ngờ hai người này vậy mà lại quá đáng như thế, nếu như không phải hứa bích hoài ở cạnh, anh sợ rằng đã sớm ném hai người xuống biến cho cá mập ăn rồi. Ai à, bản lĩnh không lớn, tính khí lại không nhỏ, hứa bích hoài, xem ra cô thật sự nuôi một vị Phật gia trong nhà rồi, bỏ đi, không nói chuyện với hai người nữa, chúng tôi sắp lên thuyền rồi, không vượt dự đoán, vé hai người mua chắc là vé của tầng thấp nhất. Tôi và Tiểu Đình mua là vé của tầng thứ 8, một người một tỷ 8, ha 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 hai người nếu như muốn đi tham quan tầng thứ 8 của người có tiền như thế nào có thể tìm tôi, báo tên của tôi. Hứa thông huynh hoang nói. Tiểu đình kéo cánh tay của hứa thông, nói, được rồi, mau đi thôi, đừng lãng phí thời gian với hai quỷ nghèo nữa. Sau đó hai người bên lên thuyền. Hứa bích hoài thở dài, nói, nhà em với bọn họ đã không có bao nhiêu quan hệ nữa rồi, bọn họ bây giờ còn không biết sự thay đổi của Hồng Thành hiện nay, anh đừng tức giận bọn họ, không đáng đâu. Lâm Thanh Diện xoa đầu của hứa Bích Hoài, nói anh sợ em chịu ủy khuất. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, em sớm đã nhìn thoáng thôi, người khác nhìn chúng ta thế nào em không để tâm, chỉ cần em biết anh tốt là được. Hứa Bích Hoài mở miệng. Lâm Thanh Diện yên tâm gật đầu, nói chúng ta cũng lên thôi. Hai người cùng đi đến cửa soát vé, người lên tàu sau khi kiểm tra vé, đều phải xếp thành hàng đợi lên thuyền. Hai người hứa thông và tiểu đình đã đừng ở cuối hàng, đang cười lạnh nhìn hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diệt. Xem ra đất nước phát triển thật là tốt, ngay cả loại cổ hủ không có kiến thức như này cũng đến được đảo Ánh Trăng, thật sự là diệu kỳ. Hứa thông lầm bẩm một câu. Hứa Bích Hoài đưa hai tấm vé ra, người kiểm tra vé nhìn thấy, bỗng đứng thẳng người, sau đó dùng một giọng nói cung kính nói, hai vị xin đợi một chút, tôi bây giờ sắp xếp người dẫn hai vị đi lên từ đường dành cho khách quý, không cần xếp hàng chương 594, du thuyền xa hoa. Nhân viên kiểm tra vé nói xong, bèn vội vàng rời khỏi nơi này. Hai người hứa thông luôn nhìn chằm chằm hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện khi nhìn thấy một màn này, đều có hơi nghi hoặc, không hiểu người kiểm tra vé đó tại sao đột nhiên đi rồi. Hai người bọn họ chắc không phải mua phải vé giả chứ. Bị người ta nhìn ra rồi, người ta bây giờ đi kiếm người đến kiểm chứng. Tiểu đình suy đoán. Hứa thông gật đầu đồng tình, nói, rất có khả năng, Nhà họ Hứa ở Hồng Thành cho dù là ở bản địa, cũng chỉ là một gia tộc hạng hai nhỏ nhoi, huống chi Hứa Bích Hoài này còn không được sủng ái, lại có một người chồng phế vật, bọn họ sao có thể đến được đảo ánh trăng, không chừng vé này của bọn họ thật sự là giả. Thật sự tức cười chết đi được, vậy mà cầm vé giả lên du thuyền, hai người bọn họ coi người trên du thuyền này đều bị ngốc hay sao, cũng chẳng trách nhà họ Hứa ở Hồng Thành không lò top gia tộc, có loại người không có não như này, sao có thể phát triển được. Tiểu Đình cũng bật cười. Nhân viên kiểm tra vé rất nhanh quay trở lại, anh ta dẫn một người đàn ông ăn mặc lịch sự đến trước mặt của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, người đàn ông đó lập tức cúi người với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, mở miệng nói: "Hai vị khách quý, mời đi theo tôi." Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều gật đầu, sau đó bèn đi theo người đàn ông đó đi lên du thuyền từ một hướng khác, trực tiếp đến một cửa thang máy, bên trên viết mấy chữ chuyên dùng cho khách VIP. Vừa rồi người đó đang làm cái gì vậy? Sao lại có dáng vẻ rất cung kính với bọn họ? Tiểu Đình mặt mày đầy vẻ nghi hoặc. Hứa Thông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nói, dù sao đây là du thuyền của đảo ánh trăng, con người đều rất có tố chất, cho dù muốn đuổi người, chắc chắn cũng từ từ khuyên nhủ, không có gì kỳ lạ cả. Đừng quản bọn họ nữa, chỗ chúng ta đến là tầng thứ 8, đã là tầng tương đối cao cấp rồi, vé của bọn họ cho dù là thật, chắc chắn cũng chỉ là ở tầng thấp nhất tiểu đình lập tức gật đầu, trên mặt lộ ra một tia mong chờ. Nhân viên tiếp đón mặc đồng phục sau khi dẫn Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài vào thang máy, Ben mỉm cười nói, hai vị là khách VVIP trong chuyến tàu mang số hiệu Trân Châu lần này của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà hai vị đưa ra, số hiệu Trân Châu tổng cộng có 12 tầng, hai vị có thể tùy ý đến tham gia bất kỳ tầng nào. Trên du thuyền này của mấy người có gì đặc sắc, hứa Bích Hoài có hơi tò mò hỏi. Mỗi tầng của chúng tôi đều sẽ có những màn biểu diễn khác nhau, giống như cô có thể sẽ hứng thú với biểu diễn trang phục, đến lúc đó có thể đến tầng 8 xem người mẫu kết quốc, nếu như thích bộ độ nào cũng có thể mua. Nhân viên tiếp đón nhẫn nại nói. Hứa Bích Hoài gật đầu, trong lòng nghĩ quần áo trên du thuyền này chắc chắn đắt chết đi được, trước thái độ nhiệt tình của nhân viên tiếp đón. Cô cảm thấy bản thân vẫn là đừng đi xem người mẫu kết quốc gì đó, nếu không đến lúc đó thật sự nhìn chúng bộ nào, lâm thanh diện chắc chắn sẽ không bỏ qua mà sẽ mua cho cô cô thậm chí cũng đã tưởng tượng được cảnh tượng đó rồi thích thì mua cũng không đáng bao nhiêu tiền đến tầng cao nhất của du thuyền lâm thanh diện và hứa bích hoài nhìn thấy biển lớn bao la trước mắt cùng bầu trời trong xanh tâm trạng đều thư thái quả nhiên tiêu nhiều hơn ít tiền thì có thể thưởng thức được phong cảnh khác nhau diện tích tầng cao nhất của du thuyền không phải rất lớn có điều các thiết bị thì hoàn toàn đầy đủ ở vị trí cao nhất của du thuyền còn có một hồ bơi. Nhân viên tiếp đón dẫn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến phòng của hai người, bên trong có phòng khách một phòng ngủ, nội thất xa hoa, rèm cửa sổ của phòng ngủ kéo ra chính là biển và bầu trời. Khu công cộng bên ngoài phòng có bàn ghế ngồi nghỉ ngơi, bên đó sẽ cung cấp các loại đồ uống, hơn nữa có thể thưởng thức phong cảnh đẹp nhất trên du thuyền, đương nhiên, nếu như hai vị muốn bơi, cũng có thể trực tiếp bơi ở hồ bơi trên tầng cao nhất. Chất lượng nước và thiết bị ở đó đều đủ tiêu chuẩn thi đấu. Nhân viên tiếp đón không ngừng giới thiệu những phục vụ mà tầng cao nhất có thể nhận được. Sau khi nhẫn nại giới thiệu xong cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nhân viên tiếp đón rời khỏi phòng của Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, nếu như có cần gì, bọn họ chỉ cần gọi một tiếng, lập tức sẽ có nhân viên phục vụ đến. Nhân viên tiếp đón sau khi rời khỏi, Hứa Bích Hoài trực tiếp nằm bò trên chiếc giường mềm mại trong phòng, mặt mày đầy sự hưởng thụ. Phòng ở đây tuy không lớn, nhưng tất cả vật dụng đều là sản phẩm của thương hiệu hàng đầu trên thế giới, so với vật dụng trong nhà bọn họ đương nhiên tốt hơn trăm lần. Hứa Bích Hoài vừa vào trong phòng thì có loại cảm giác cả người thư giãn, xem ra nhà thiết kế đối với cách bài trí trong phòng nên xếp thế nào đã dùng không ít tâm tư. Ông xã, chỗ này thật sự thoải mái, có điều giá quá đắt, 4 tỷ rưỡi một người, nghĩ thôi cũng đau lòng. Hứa Bích Hoài mở miệng. Lâm Thanh diện mỉm cười mở miệng nói, đau lòng cái gì, vé là hướng vân thiên mua, nên đau lòng cũng là ông ta đau lòng. Hứa Bích Hoài cười hì hì, vẫy vẫy tay với Lâm Thanh Diệt, nói, ông xã, anh lại đây. Lâm Thanh Diện đi đến bên giường, hứa Bích Hoài ngồi dậy, mở miệng hỏi, sao thế? Hứa Bích Hoài ngồi dậy, trực tiếp ôm lấy Lâm Thanh Diện, nói, bảo bảo trong bụng em vừa nói muốn uống trà sữa. Lâm Thanh Diện bỗng bật cười, mở miệng nói, bảo bảo trong bụng em mới được 3 tháng, còn chưa thành hình anh thấy là cô nhóc lớn tướng em muốn uống trà sữa thì đúng hơn hứa bích hoài lập tức ôm lấy lâm thanh diện bắt đầu nhõng nhẽo nói người ta chính là muốn uống vừa rồi nhân viên tiếp đón đó không phải nói bên ngoài cung cấp các loại đồ uống hay sao chúng ta đi xem thử đi lâm thanh diện lộ ra nụ cười cưng chiều với hứa bích hoài sau đó gật đầu nói vậy đi thôi có điều chỉ có thể uống một ly biết rồi biết rồi đợi em thay chiếc váy đẹp đã rồi chúng ta ra ngoài. 10 phút sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi đến nơi có view đẹp nhất trên du thuyền, chỗ này đã có 8 người ngồi ngắm phong cảnh, cộng thêm hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, vừa đúng 10 người. Trong 8 người còn lại có hai đôi vợ chồng, ngoài ra bốn người còn lại đều là nam. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều bị Hứa Bích Hoài thu hút, cô trên người mặc một chiếc váy dài màu lam, phô bày khí chất và vóc người đến cực hạn, hai người phụ nữ trong đôi vợ chồng đó nhìn thấy Hứa Bích Hoài cũng có hơi đố kỵ. Lâm Thanh Diện cảm nhận được ánh mắt của những người đó, khóe môi cũng cong lên, Hứa Bích Hoài là vợ của anh, càng là sự kiêu ngạo của anh, vợ có nghị lực, anh đương nhiên cảm thấy rất có mặt mũi. Sau khi dẫn Hứa Bích Hoài đến muốn một ly trà sữa pha ngay lại đây, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi đến một chiếc bàn trống ngồi xuống. Không khí và ánh nắng ở đây thật tốt. Hứa Bích Hoài vô cùng vui vẻ nói một câu. Lúc này một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo phong quần sóc, tóc vuốt keo, đeo kính dâm đánh giá Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, ánh mắt khi dừng trên người của Hứa Bích Hoài, càng phát ra vài phần dục vọng chiếm đoạt, có điều đều bị chiếc kính đen che đi. Anh ta nhìn Hứa Bích Hoài vài giây, sau đó đi tới bên này. chương 595, thân hình của Lâm Thanh Diện. Có thể cùng hai vị đi chung du thuyền đến đảo Ánh Trăng, cũng coi như là có duyên phận, không bằng kết bạn. Tôi là Dương Mạnh Sơn, là chủ tịch của Phi Dương Fitness, trước mắt công ty của chúng tôi ở hơn 200 cửa hàng ở các quốc gia, tài sản cá nhân của tôi cũng đã đạt tới 1.500 tỷ, đồng thời tôi còn là huấn luyện viên của đội tuyển bơi lội cấp tỉnh, rất vui có thể làm quen với hai vị. Người đàn ông đeo kính dâm vừa đến đã phô ra thân thế của mình, giống như sợ người khác không biết giá trị của anh là bao nhiêu ấy. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nhìn nhau, đều ngại ngùng nhưng không quên phép lịch sự mỉm cười với Dương Mạnh Sơn, không có ý muốn nói chuyện nhiều thêm câu nào với anh ta. Dương Mạnh Sơn thấy hai người đều không để tâm đến anh ta, đột nhiên cũng có hơi ngại, có điều anh ta không có từ bỏ, khẽ ho khan hai tiếng, mở miệng nói, không biết hai vị làm gì. Chuyến du lịch lần này rất đắt đỏ, có thể đến tầng cao nhất, thân phận đều không bình thường, tôi nghĩ hai vị cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt để kết giao thêm bạn bè như này. Dương Mạnh Sơn mới hỏi như thế, hứa bích hoài ngược lại xứng người, bây giờ công ty hứa ra đã bởi vì hứa trai hiệp mà phá sản rồi, nói chính xác thì cô và Lâm Thanh Diện đều không có công việc, cho nên nhất thời cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Dương Mạnh Sơn thế nào. Tóm lại không thể nói hai người bọn họ đều không có nghề nghiệp mà đi du lịch được. Vợ tôi mở công ty, lúc này Lâm Thanh Diện trả lời một câu, anh cảm nhận được độ tập trung của Dương Mạnh Sơn này trên người của hứa Bích Hoài, mặc dù anh ta đeo kính dâm, nhưng lâm thanh diện đã cảm nhận được sự thèm muốn của dương mạnh sơn với hứa bích hoài ồ vậy anh làm nghề gì dương mạnh sơn lại hỏi anh ta phải tìm hiểu kỹ về lâm thanh diện xem có thể đào góc tường của anh không anh ta trước đây không ít lần làm loại chuyện này tôi không có công việc lâm thanh diện trả lời dương mạnh sơn nghe thấy lâm thanh diện nói như thế trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tôi đã hiểu đồng thời mỉm cười trong ánh mắt nhiều thêm vài phần khinh thường thì ra là loại ăn bám, như thế, cơ hội giành lấy cô gái xinh đẹp này lại lớn hơn một chút, tên mặt trắng rốt cuộc chỉ là đồ để ngắm nhất thời, một người phụ nữ, suy cho cùng vẫn nên bị đàn ông mạnh mẽ chinh phục. Dương Mạnh Sơn lẩm bẩm trong lòng. Sau đó trọng tâm của Dương Mạnh Sơn lại đặt trên người hứa bích hoài, sau khi biết Lâm Thanh Diện chỉ là một tên ăn bám, lá gan của anh ta cũng lớn hơn, trực tiếp phớt lờ Lâm Thanh Diện, không ngừng hỏi han hứa bích hoài. Lâm Thanh Diện nghe thấy những vấn đề mà Dương Mạnh Sơn hỏi cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chính là khoe sự tài giỏi của anh ta, không thèm để ý đến anh ta, ngược lại cảm thấy loại người tự đề cao chính mình này ở trước mặt anh có ưu tú nữa cũng có hơi tức cười. Hứa Bích Hoài nghe Dương Mạnh Sơn nói đến thành tích của anh ta, sợ rằng sẽ chỉ cảm thấy Lâm Thanh Diện càng lợi hại hơn, dù sao những chuyện Dương Mậu Tào mệt đến sống giờ chết giờ mới làm được, đối với Lâm Thanh Diện mà nói cũng chẳng qua chỉ là một câu nói nói chuyện một lúc thấy hứa bích hoài nói có mỗi một câu để trả lời câu hỏi của anh ta dương mạnh sơn cảm thấy bản thân phải đổi sách lược phụ nữ có thể tự mở công ty đều thuộc tuyết mạnh mẽ anh phải để hứa bích hoài nhìn thấy sự lợi hại của mình ít nhất anh ta phải khiến hứa bích hoài biết anh ta chứ kinh doanh giỏi ở phương diện thân thể anh ta cũng không kém tên ăn bám ở bên cạnh này dương mạnh sơn ngoái đầu liếc nhìn lâm thanh diện cười hỏi người anh em anh biết bơi không Lâm Thanh Diện gật đầu, nói, biết một ít. Thời tiết hôm nay tốt như vậy, tôi thấy mọi người trừ ngắm phong cảnh ra cũng không có chuyện gì khác. Hồ bơi ở chỗ đó rất tuyệt, không bằng chúng ta bơi hai vòng, làm trận giao hiếu, anh yên tâm, tôi sẽ không khi dễ anh đây. Dương Mạnh Sơn mặt mày tràn đầy tự tin, anh ta là huấn luyện viên của đội tuyển bơi lội của tỉnh, cảm thấy bản thân có tư cách nói ra những lời như thế. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, được, nếu anh có hứng thú, tôi đấu với anh. Dương Mạnh Sơn đứng dậy, nói với tất cả mọi người ở tầng cao nhất một tiếng, các vị, tôi và người anh em này muốn thi bơi, có hứng thú có thể đến xem thử. Mọi người lập tức đều có hứng thú, dù sao ngồi nói chuyện cũng khá nhàm chán. Hứa Bích Hoài liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói ông xã, anh ta là huấn luyện viên đội bơi của tỉnh, anh thật sự muốn đấu cùng với anh ta sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, bơi mà thôi, bất cứ thi đấu thể lực nào, ông xã của em trước nay chưa từng sợ. Cho dù là nhà vô địch Olympic cũng như vậy. Thấy Lâm Thanh Diện tự tin như thế, Hứa Bích Hoài cũng không có nói nhiều. "Em đi cùng bọn họ qua đó trước, anh đi thay đồ bơi." Lâm Thanh Diện nói một câu rồi trở về phòng thay quần áo. Nhân viên phục vụ của tầng cao nhất nghe thấy Dương Mạnh Sơn muốn thi bơi với Lâm Thanh Diện thì lập tức đến phía hồ bơi bắt đầu chuẩn bị, khách của tầng cao nhất cũng đều qua chỗ hồ bơi, định xem náo nhiệt. Dương Mạnh Sơn sau khi thay đồ bơi, đứng ở bên hồ bắt đầu khởi động cơ thể của mình. Đương nhiên mục đích chủ yếu anh ta làm như vậy là vì muốn thể hiện vóc dáng của mình. Qua, wow, thân hình của anh ta thật đẹp, không hổ là huấn luyện viên bơi lội. Một người phụ nữ trong đôi vợ chồng trầm trồ chồ khen một câu. Mấy người đàn ông ở đó cũng khen Dương Mạnh Sơn mấy câu. Trước khi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đến, Dương Mạnh Sơn đã chào hỏi với tất cả mọi người ở đây rồi, mọi người cũng đều biết anh ta là huấn luyện bơi lội. Dương Mạnh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, mở miệng nói, mọi người yên tâm, lát nữa tôi sẽ nhường anh ta, loại giao hữu kiểu này cũng chỉ là vui đùa thôi. Mọi người đều mỉm cười, rõ ràng đều cảm thấy Lâm Thanh Diện thi bơi với một huấn luyện viên bơi lội của tỉnh, chắc chắn không thắng được, người ta có thể nhường để cho đừng thua quá thảm đã là không tồi rồi. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện thay đồ bơi đi tới, mọi người đều ngoái đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, khoảnh khắc nhìn thấy thân hình của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người đều sững người. Ánh nắng chiếu vào bắp thịt màu đồng của Lâm Thanh Diện làm nổi bật những cơ thịt đó trên người anh trông đầy sức mạnh. Mặc dù Dương Mạnh Sơn cũng có cơ, nhưng anh ta đó là kiên trì luyện tập mới có, còn cơ bắp của Lâm Thanh Diện là tự nhiên. So sánh hai người, mọi người có thể cảm nhận được cảm giác chấn nhiếp tỏa ra từ trên người Lâm Thanh Diện. Đó là tín hiệu mà trong tiềm thức phát ra. Bọn họ đều vô thức cho rằng những cơ bắp trên người Lâm Thanh Diện có thể đánh chết người mà cơ bắp trên người dương mạnh sơn cũng chỉ để ngắm thôi ôi trời đất thân hình này cơ bắp này cũng quá quyến rũ rồi thật muốn tiến tới sở thử Wow, thật sự quá quyến rũ rồi đây mới là đàn ông tại sao lại có một loại cảm giác muốn bị anh ta chinh phục chứ xấu hổ chết đi được hai người phụ nữ trong đôi vợ chồng cũng không nhịn được mà khen ngợi khiến chồng của bọn họ mặt mày tái xanh hứa bích hoài khi nhìn thấy lâm thanh diện cũng xứng người mặc dù toàn thân trên dưới lâm thanh diện cô đã nhìn thấy hết nhưng vào hoàn cảnh lúc này với bầu không khí hoàn hảo như này bày ra dáng vẻ quyến rũ của lâm thanh diện ngay cả cô nhất thời cũng có hơi si mê ai à, thật kỳ lạ sao lại nảy ra suy nghĩ kỳ lạ như vậy mình sao lại nghĩ nghiện rồi trên gương mặt trắng nón của hứa bích hoài lập tức đỏ ửng khụ khụ đợi tối thử xem dương mạnh sơn thấy mọi người đều bị thân hình của lâm thanh diện thu hút trong lòng bỗng không vui lẩm bẩm nói, hừ, không hổ là đồ ăn bám, chẳng trách lại câu dẫn đến cô gái xinh đẹp như vậy, có điều cũng không có gì phải quá đắc ý, cái anh có thể lấy ra cũng chỉ có nhiêu đó, được cái mã mà thôi, lát nữa tôi sẽ khiến anh biết cái gì mới gọi là cường đại thật sự. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 596, cuộc thi bơi. Lâm Thanh diện đi đến bên cạnh hồ bơi, đứng cùng với Dương Mạnh Sơn, Dương Mạnh Sơn quay đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, cười nói: "Thân hình này của anh được như thế này chắc tốn không ít tâm tư, thật sự ngưỡng mộ những người dựa vào thân thể như các anh có thể kiếm cơm, đáng tiếc, con người tôi lại vững lòng, làm không được loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm." Nghe thấy rõ ràng sự mỉa mai trong lời nói của Dương Mạnh Sơn, Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, mở miệng nói: "Anh nói đúng, tôi có thể có bà xã đẹp như vậy, người bình thường cũng chỉ biết ngưỡng mộ." Dương Mạnh Sơn nhếch môi, trong lòng nghĩ tên này vậy mà không biết xấu hổ như thế, ăn bám cũng có thể nói hiên ngang như thế, thật sự là mất hết mặt mũi của cánh đàn ông. Lát nữa tôi nhường anh 3 giây, dù sao cơ thể này của anh cũng chỉ có thể ngắm, so sánh với huấn luyện viên chuyên nghiệp như tôi, kém hơn không chỉ một ít, như thế anh cũng sẽ không thua quá khó coi. Dương Mạnh Sơn mở miệng. Không cần, anh nếu thật sự nhường tôi 3 giây, người thua quá khó coi sẽ là chính anh đây. Lâm Thanh Diện mặt mày nghiêm túc nói. Dương Mạnh Sơn cắn răng, trong lòng nghĩ tên mặt trắng thật là ngông cuồng. Nếu đã như thế, anh ta phải lấy bản lĩnh thật sự ra để tên này cảm nhận được cái giá của giả bộ oai. Ha ha, vậy chờ đến khi thi đấu kết thúc anh còn có thể nói ra lời đó không? Dương Mạnh Sơn nói một câu, bèn không thèm quan tâm đến Lâm Thanh Diện nữa. Nhân viên phục vụ của tầng cao nhất đã tìm đến chiếc máy tính giờ chuyên nghiệp, chờ đợi bất cứ lúc nào thi đấu bắt đầu mọi người xung quanh đều có hơi mong đợi nhìn hai người bên thành hồ bơi ba người phụ nữ ở đây đều bị thân hình của lâm thanh diện thu hút mặt mày như hoa đào mà những người đàn ông đều bị lâm thanh diện cướp hết ánh hào quang mà trong lòng có chút không phục thân hình của tên này cho dù có đẹp hơn nữa chắc chắn cũng không phải đối thủ của huấn luyện viên bơi lội lát nữa những người phụ nữ ngu ngốc này sẽ biết cái gì gọi là chỉ được cái mã nói rất đúng nhìn bộ dạng của tên này hình như không có đặt huấn luyện bơi lội của tỉnh vào trong mắt thật sự quá cuồng vọng rồi tất cả lấy thực lực để nói cho dù đẹp chỉ có thể coi là bình hoa không được tích sự gì sau một tiếng còi cuộc thi đấu của lâm thanh diện và dương mạnh sơn chính thức bắt đầu hai người ra kèo bơi ba lượt dùng thời gian ngắn nhất để xác định thắng thua tiếng tuyết vang lên dương mạnh sơn lấy động tác chuyên nghiệp nhảy vào trong nước bơi nhanh về phía hồ bên kia nếu lâm thanh diện không muốn để anh ta nhường vậy anh ta cũng không nể nang gì nữa lâm thanh diện sau khi tiếng còi vang lên không có trực tiếp nhảy xuống bởi vì anh không biết động tác lúc nhảy xuống nước chính quy như nào sau khi suy nghĩ một lát lâm thanh diện trực tiếp dùng động tác lao vào trong nước bình thường mà nhảy vào trong nước sau khi mọi người nhìn thấy lập tức đều cười ha hả thì ra anh ta không biết bơi vậy mà tư thế nhảy xuống nước cũng không biết anh ta do dự mất mấy giây người ta đã bơi được mười mấy mét thế này còn thi cái gì nữa có hơi nực cười chắc ở trước mặt người phụ nữ của mình, không thể thừa nhận mình không được, cho nên đồng ý với mọi người, không ngờ vậy mà lại tệ như thế, còn tưởng có một trận thi đấu đặc sắc nữa chứ. Ha ha ha, anh ta đây là muốn thua rồi, vợ của anh ta chắc rất mất mặt, đến lúc đó lại xoay vào vòng tay của người khác, chuyện này chơi rất vui. Mấy người đàn ông đều khinh thường lâm thanh diện, không hề kiêng kỵ gì mà mỉa mai. Tuy nhiên biểu cảm vui vẻ khi người ta gặp họa này của bọn họ vừa xuất hiện không lâu, bèn chuyển sang sững sờ, có mấy người thậm chí suýt nữa rớt cầm xuống đất. Động tác nhảy xuống nước của Lâm Thanh Diện mặc dù không ra làm sao, nhưng sau khi anh nhảy vào trong nước, lập tức trở nên giống như một con cá, bơi tốc độ về phía trước, khiến mọi người nhìn mà phát ngốc. Dương Mạnh Sơn vốn dĩ dẫn trước mười mấy mét còn đang vui vẻ vô cùng, trong lòng nghĩ Lâm Thanh Diện mới bắt đầu đã bị mình bỏ lại, về sau càng không thể đuổi kịp. Nhưng suy nghĩ này của anh ta vừa xuất hiện thì cảm giác dòng nước đằng sau mình dao động, sau đó một con cá bèn vượt qua anh ta, khiến cho Dương Mạnh Sơn nhìn phát ngốc. Lâm Thanh Diện vừa rồi khi nhảy xuống hít một hơi thật sâu, lấy dung tích phổi của anh, một hơi này có thể khiến anh trực tiếp bơi đến đầu bờ bên kia mà không cần lấy khí, như thế sẽ tiết kiệm được không ít thời gian cùng động tác không cần thiết. Mọi người đều bị kỹ thuật bơi của Lâm Thanh Diện làm cho sốc nặng nếu như cứ như thế cho dù quán quân thế giới cũng không nhất định có thể thắng lâm thanh diện ôi mẹ ơi đây cũng quá nhanh rồi đây tuyệt đối là người bơi nhanh nhất mà tôi từng thấy xem ra là chúng ta hiểu lầm anh ta anh ta không những thân hình đẹp bơi cũng không ai địch nổi loại người này cũng quá siêu rồi chẳng trách lại có bà xã xinh đẹp như vậy không được lát nữa tôi phải đi hỏi thử bí quyết duy trì vóc dáng của anh ta mới được nếu không sau này vợ của tôi lại chạy theo người khác thì xong đời không lâu sau, Lâm Thanh Diện dùng kỹ thuật bơi điêu luyện bơi hết ba vòng trong hồ trở lại, đến khi đến đích, nhân viên phục vụ luôn ở trên tính giờ lập tức thổi còi Chỉ có điều mọi người đều hiểu, bây giờ có tính giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, khi Lâm Thanh Diện bơi xong, Dương Mạnh Sơn cuối cùng mới chỉ hoàn thành được một nửa. Lâm Thanh Diện từ trong hồ bơi trèo lên, mỉm cười liếc nhìn hứa bích hoài, thấy hứa bích hoài lúc này mặt mày si ngốc, nhìn chằm chằm mình dáng vẻ giống như muốn ăn anh, thì không khỏi dùng mình mọi người đều chạy đến vây lấy Lâm Thanh Diện, không ngừng khen Lâm Thanh Diện tài giỏi, thuận tiện hỏi bí quyết Lâm Thanh Diện duy trì thân hình. Một lúc sau, Dương Mạnh Sơn mới từ trong hồ bơi trèo lên, chỉ có điều lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt lên người Lâm Thanh Diện, căn bản không có thèm để ý anh ta. Dương Mạnh Sơn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh ta vốn muốn giao ai với Lâm Thanh Diện, thuận tiện khoe với hứa bích hoài sự cường đại của mình, tuyệt đối không ngờ anh ta lại thua Lâm Thanh Diện phân nửa, thật sự vô cùng mất mặt. Hừ, như thế nào, anh cũng chỉ là một kẻ ăn bám, cho dù có giỏi nữa, ông đây cũng coi thường anh, bơi chẳng qua là sở thích nghiệp dư lúc bình thường của tôi mà thôi. Tôi còn có tài sản 1.500 tỷ, mà anh chỉ là một tên mặt trắng dựa hơi phụ nữ. Anh căn bản không xứng với cô gái xinh đẹp như vậy, chờ đó cho tôi, tôi sẽ tìm cơ hội khiến cô ấy biết được sự quyến rũ của ông đây. Dương Mạnh Sơn lẩm bẩm hai câu, sau đó bèn chuồn về phòng của mình, lúc này còn ở đây chỉ càng mất mặt. Mọi người vây lấy Lâm Thanh Diện hỏi một lúc, Hứa Bích Hoài nắm lấy tay của Lâm Thanh Diện, nói với bọn họ một câu: "Xin lỗi, tôi và chồng tôi còn có việc, về phòng trước đây, chúc mọi người chơi vui vẻ." Nói xong, Hứa Bích Hoài bèn kéo Lâm Thanh Diện trở về phòng. Sau khi trở về phòng, chuyện đầu tiên Hứa Bích Hoài làm chính là kéo rèm cửa sổ trong phòng sổ lại, sau đó mặt mày tràn đầy mong chờ nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đi lấy khăn lông lau nước trên người của mình. Sau khi chú ý thấy Hứa Bích Hoài kéo rèm cửa lại thì có hơi nghi hoặc, mở miệng hỏi em kéo rèm cửa vào làm gì. Hứa Bích Hoài lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa, còn liếm liếm môi của mình. Mau qua đây nằm trên giường, em phải từ từ thưởng thức cơ thể của anh. Chương 597, người thô tục thiếu hiểu biết. Trong phòng ngủ, Lâm Thanh diện mặt mày bất lực nhìn Hứa Bích Hoài đi đến trước vali tìm quần áo để thay lúc này hứa bích hoài mặt mày đỏ bừng xấu hổ ngồi trên giường một tay đang túm chặt quần áo của mình ở vị trí ngực đã bị xé rách một mảng đây là bộ đồ mà em cẩn thận lựa chọn mang đi đồ khốn nhà anh vậy mà lập tức xé rách nó người ta lần này tổng cộng mang theo có hai chiếc váy giờ mới lên thuyền thì bị anh làm hư một cái rồi hứa bích hoài có chút oán trách mở miệng anh cũng không ngờ em đột nhiên nói thế còn tưởng em muốn anh làm cái gì nhất thời không nhịn được cho nên Lâm Thanh Diện có chút vô tội mở miệng. Hứa Bích Hoài bị nói như thế, mặt lại càng đỏ, rất rõ ràng có hơi xấu hổ trước những suy nghĩ vừa rồi của cô. Sau khi thay quần áo xong, Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài còn đang túm chặt váy của mình, bèn mở miệng nói, "Đừng giữ nữa, không phải nói tầng thứ 8 có biểu diễn trang phục sao, chúng ta lát nữa đến đó xem thử, nếu như có cái nào đẹp thì mua, coi như anh đền cho em không phải được rồi sao?" Hứa Bích Hoài bất lực liếc nhìn Lâm Thanh Diện lại cúi đầu liếc nhìn chiếc váy đã bị xé rách của mình, mở miệng nói, dù sao cũng bị xé rách rồi, anh mau qua đây, chuyện vừa rồi muốn làm phải làm cho xong. Lâm Thanh Diện bỗng sững người, mở miệng nói, nhưng, em bây giờ đang có thai. À Ai em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói sau ba tháng có thể làm vài chuyện nhẹ nhàng. Hứa Bích Hoài mặt mày xấu hổ nói. Lâm Thanh Diện không ngờ hứa Bích Hoài vậy mà còn đi hỏi bác sĩ vấn đề này, đột nhiên có chút giở khóc giở cười anh vừa mặc quần áo lâm thanh diện lại nói một câu cởi ra là được rồi con người anh sao lại lôi thôi như vậy chứ hứa bích hoài lườm lâm thanh diện lâm thanh diện vừa nghe thấy lời này lập tức có hơi không phục trực tiếp đi đến trước mặt hứa bích hoài ấn cô lên giường dùng giọng nói của bá đạo tổng tài nói em nói ai lôi thôi lằng nhằng hứa bích hoài không dám nhìn thẳng vào mắt của lâm thanh diện vội vàng ngoảnh sang một bên lồng ngực phập phồng trong phòng xuân quang vô hạn du thuyền mang số hiệu Trân Châu lúc này nhổ neo, bắt đầu chạy về phía đảo Ánh Trăng. Sau bữa trưa, Lâm Thanh Diện dẫn hứa Bích Hoài mặt mày vui thích đi hỏi vụ biểu diễn trang phục. Nhân viên tiếp đón nói với bọn họ buổi biểu diễn trang phục lập tức sắp bắt đầu. Có điều nếu như Lâm Thanh Diện bọn họ muốn, có thể khiến thông báo buổi biểu diễn của tầng thứ 8 chờ bọn Lâm Thanh Diện đến thì bắt đầu. Điều này thể hiện rõ đãi ngộ cao cấp của khách VIP tầng cao nhất, mặc kệ là biểu diễn của tầng nào, chỉ cần bọn họ muốn, có thể bất cứ lúc nào biến hành. Nhân viên tiếp đón sau khi dặn dò kỹ lưỡng với Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, bèn nói hai người có thể cầm vé thuyền đến tầng 8 rồi, buổi biểu diễn sau khi bọn họ đến sẽ bắt đầu. Hai người xoay người đi về phía thang máy, nhân viên tiếp đón vừa xoay người, một bóng người lại xuất hiện ở trước mặt anh ta, chính là Dương Mạnh Sơn. Hai người bọn họ đi đâu làm gì? Dương Mạnh Sơn mở miệng hỏi. Thưa anh Hai vị đó đến tầng 8 xem biểu diễn trang phục. Nhân viên tiếp đón thành thật trả lời. Dương Mạnh Sơn sau khi nghe thấy lập tức mỉm cười, hỏi: "Tôi nghe nói quần áo dùng cho biểu diễn trang phục ở chỗ các anh có thể trực tiếp mua." "Phải thưa anh, nếu như thích thì có thể trực tiếp mua." Nhân viên tiếp đón trả lời. "Giúp tôi sắp xếp một chút, tôi cũng đến tầng 8 xem biểu diễn trang phục." Dương Mạnh Sơn mở miệng. Nhân viên tiếp đón gật đầu, lại liên lạc với người bên phía tầng 8 đẩy số lượng khách VIP đến tầng 8 xem biểu diễn trang phục thành ba người. Dương Mạnh Sơn nhìn theo bóng lưng của Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài mà cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói quần áo trên du thuyền giá cả đều không thấp, tên ăn bám đó chắc chắn không mua nổi, đến lúc đó mình tùy tiện mua một bộ tặng cho mỹ nữ, tên ăn bám đó có thể biết được sự chênh lệch với mình, hy vọng anh ta đến lúc đó có thể biết khó mà lui, đừng tiếp tục lãng phí thời gian của mình nữa. Tầng thứ 8, So sánh với căn phòng một phòng khách một phòng ngủ của tầng cao nhất, phòng ở đây rõ ràng có hơi lạnh, khách của tầng 8 đều ở trong căn phòng có diện tích tương đối nhỏ, không gian bên trong không lớn, sau khi để một chiếc giường đôi thì chỉ có thể để một cái bàn. Có điều tốt xấu gì chỗ này cũng tính là tầng tương đối cao cấp, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, so với những buồng ở tầng dưới đã coi như rất xa hoa rồi. Hứa Thông và Tiểu Đình lúc này đang ở một phòng trong đó. Tiểu Đình mặt mày hiếu kỳ nhìn bài trí trong căn phòng, mở miệng nói, chỗ này cũng quá sang trọng rồi, vậy mà còn có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, sắp bằng với một phòng trong phòng khách sạn rồi. "Đó là đương nhiên, em cũng không xem thử chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền mới có thể lên chiếc du thuyền này, nếu như không làm cho sang trọng một chút thì thật có lỗi với số tiền chúng ta bỏ ra." Hứa Thông mặt mày đắc ý. "Anh nói chúng ta ở đây đã như này rồi, phòng trên tầng cao nhất sẽ như thế nào?" Tiểu Đình mở miệng hỏi một câu. Nghe nói tầng cao nhất chỉ có 10 vị khách, bọn họ chiếm cả một tầng, phòng ở đều có một phòng khách một phòng ngủ, so với chỗ này của chúng ta thoải mái hơn nhiều. Hứa Thông mở miệng, Tiểu Đình lập tức lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, mở miệng nói, "Em khi nào mới có thể đến tầng cao nhất ở thử, vậy thì cả đời này đều không có gì tiếc nuối nữa." Có thể ở tầng cao nhất, người nào không phải có giá trị tài sản quá trăm tỷ, chúng ta vẫn đừng nghĩ đến điều đó nữa. Em nên nghĩ chỗ em ở bây giờ đã rất tốt rồi, ít nhất so với hứa Bích Hoài và tên chồng phế vật đó của cô ta đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ không chừng đã bị đuổi xuống rồi." Hứa Thông mở miệng nói. Tiểu Đình lập tức cười nói, "Nói, lại chả, chỗ của bọn họ đâu có tư cách so sánh với chúng ta, hai đồ nhà quê tưởng tượng thật buồn cười." "Được rồi, đừng nói đến bọn họ nữa, buổi biểu diễn trang phục chắc sắp bắt đầu rồi, chúng ta bây giờ qua đó." Hứa Thông mở miệng Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, đi về phía đại sảnh của tầng 8, buổi biểu diễn trang phục được tổ chức ở đó. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít người, ở trung tâm đã dựng một sàn catwalk, bên dưới là từng hàng ghế ngồi, từ ngoài vào trong, chất lượng chỗ ngồi ngày càng tốt, trong cùng còn trực tiếp đổi thành sofa, chỗ đó chính là chuẩn bị cho khách tầng trên cùng. Ông xã, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu? Tiểu Đình nhìn những hàng ghế đó thì mở miệng hỏi. Chúng ta chỉ là vé phổ thông của tầng 8. Chắc có thể ngồi ở vị trí giữa." Hứa Thông mở miệng. Tiểu Đình gật đầu, trong lòng nghĩ ở giữa đã rất không tệ, còn chiếc sofa đó, cô ta không dám hy vọng. Hai người đi đến phía cửa, định bước vào, lúc này nhân viên công tác lại cản hai người bọn họ lại. "Không phải đã đến thời gian biểu diễn rồi sao? Tại sao không cho vào?" Hứa Thông hỏi một câu. "Xin lỗi, buổi biểu diễn hôm nay sẽ có khách của tầng trên cùng đến xem, bọn họ sau khi đến chúng tôi mới bắt đầu biểu diễn." nhân viên công tác giải thích. Hứa thông xứng người, trong lòng có hơi cảm thán, có tiền quả nhiên có thể làm tất cả, nếu như anh ta có thể kết giao bạn bè với một vị khách trên tầng cao nhất, ngày sau chắc chắn sẽ càng bay cao bay xa. Khi hai người đợi ở đó, Tiểu Đình đột nhiên đưa tay, chỉ về một hướng, mở miệng nói, ông xã anh mau nhìn kìa, là hai kẻ quê mùa đó. chương 598, khách hàng tôn quý nhất. Hứa thông lập tức nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Đình, phát hiện quả thật là hai người hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Hai người bọn họ không phải đã bị dẫn đi rồi sao? Thế nào lại xuất hiện ở tầng 8? Hứa thông lập tức nhíu mày. Liệu có phải hai người bọn họ lén chạy lên đây hay không? Cho dù vé của bọn họ không có vấn đề, cũng không thể lên tầng 8. Em đoán chắc anh nói với bọn họ chúng ta ở tầng 8. Trong lòng bọn họ liền ngưỡng mộ, cho nên lén chạy lên đây rồi. Tiểu đình suy đoán. Hứa thông cảm thấy có khả năng này, suy tư một lúc, nói đi, qua đó hỏi thử bọn họ, nếu thật là như thế, vậy thì vạch trần bọn họ, anh khinh thường nhất chính là loại người rõ ràng không có đẳng cấp lại cứ muốn mặt mày đeo bám người khác. Hai người cùng đi về phía hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện. Ha ha ha, không ngờ tôi thuận miệng nói với hai người muốn lên tầng 8 thì đến tìm tôi, hai người lại thật sự đến thật, tôi trước nay chưa từng gặp phải loại người nào mặt dày như vậy. Hứa thông mặt mày khinh khỉnh nói một câu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài vốn dĩ đang hiếu kỳ nhìn khung cảnh của tầng 8, sau khi nghe thấy giọng của Hứa Thông thì đều quay đầu lại, nhìn thấy anh ta. Hứa Bích Hoài lập tức nhíu mày, cô vốn còn tưởng chiếc du thuyền này lớn như thế, chắc sẽ không chạm mặt bọn Hứa Thông đâu, không ngờ vừa mới xuống thì đã chạm mặt rồi. "Xin lỗi, chúng tôi đến xem biểu diễn trang phục, nếu không phải chạm gặp hai người, chúng tôi sợ rằng đều đã quên mất hai người cũng ở trên du thuyền." Lần này Lâm Thanh Diện không có nhịn nữa trực tiếp nói một câu với hứa thông. Hứa thông lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không ngờ một tên phế vật như anh, vậy mà lại dám nói chuyện với tôi như thế, sao hả, lén chạy lên tầng 8 còn khiến anh cảm thấy mình có thân phận rồi sao? Hứa thông, tôi nể tình anh là anh họ xa của tôi, không muốn tranh cãi với anh, chúng tôi đến đây không liên quan gì đến anh cả, anh mau tránh ra, chúng tôi muốn đi xem biểu diễn trang phục. Hứa Bích Hoài không khách khí nhìn hai người trước mắt. Ông xã, anh nói họ hàng xa của nhà anh sao đều là loại người này chứ, không biết xấu hổ, thật sự là khiến người ta sợ hãi, bọn họ cũng không nhìn mình có thân phận gì, vậy mà cũng muốn đi xem biểu diễn trang phục, thật là tức cười mà. Tiểu đình ở một bên lập tức mỉa mai. Hai người rốt cuộc có ý gì? Hứa Bích Hoài mở miệng nói. Chúng tôi có ý gì? Không có ý gì cả, hứa Bích Hoài, nhà các cô như thế nào, chẳng lẽ cô còn không rõ? Cô cảm thấy cô có tiền đến loại địa phương này sao? cô mau chóng thành thật nói ra đi hai người từ đâu lén chạy lên đây nếu không tôi sẽ đi gọi người quản lý nơi này đến đến lúc đó cha ra sợ rằng không phải đơn giản chỉ là đuổi hai người trả về nữa đâu hứa thông cười lạnh nói lâm thanh diện bước lên một bước lạnh lùng nhìn hứa thông mở miệng nói chúng tôi từ tầng trên đi xuống sao hả có vấn đề gì không hứa thông bật cười thành tiếng nói xem ra hai người đây là cứ muốn đào hố trôn mình phải không nếu đã như thế, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nói xong, hứa thông vỗ vỗ tay, lớn tiếng gọi, mọi người qua đây mà xem, hai người này rõ ràng chỉ có vé của tầng thấp nhất, hơn nữa còn có thể là vé giả, bây giờ lại chạy đến tầng 8, hơn nữa còn có dáng vẻ nghênh ngang, thật sự đáng ghét mà. Hứa Bích Hoài nghe thấy hứa thông hét lên như thế, lập tức muốn ngăn lại, có điều lâm thanh diện lại kéo cô lại, nói, không sao, để anh ta nói. Hứa Thông liếc nhìn Lâm Thanh Diện, tiếp tục gào lên: Hai người này tôi cũng quen, hai bọn họ là họ hàng xa của tôi. Nữ là người nhặt từ bên ngoài về, nam càng là loại phế vật nổi tiếng. lấy điều kiện của bọn họ, căn bản không thể mua nổi vé của chuyến du thuyền chân châu này, cho nên tôi nghi ngờ vé của bọn họ là giả. Mọi người sau khi nghe thấy lời của Hứa Thông, lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bắt đầu bàn luận có không ít người đều tin lời của hứa thông, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ với Lâm Thanh Diên và hứa Bích Hoài. Dương Mạnh Sơn cũng đi theo đến tầng 8, sau khi nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài vậy mà có thân phận như thế, tuy hai người bọn họ quả thật ở tầng trên cùng, nhưng cho dù là nhân vật nhỏ cũng có khi trúng số, Dương Mạnh Sơn bây giờ có hơi nghi ngờ Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài là trúng số, mới có tiền đến đảo Ánh Trăng. Nếu như thật sự là như thế, vậy anh ta càng có lòng tin cướp được hứa bích hoài từ trong tay của Lâm Thanh Diện. Tình hình bên này rất nhanh thu hút được sự chú ý của nhân viên quản lý, có vài người lập tức đi về phía này. Ở đây có chuyện gì?" Một người trong đó mở miệng hỏi. Tiểu Đình vội mở miệng nói, "Hai người này là người ở tầng thấp nhất, bọn họ lén chạy lên đây, dựa theo quy định, hai bọn họ không có tư cách đến tầng 8, các anh mau bắt bọn họ lại đi." Mấy người đó lướt nhìn Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài, người dẫn đầu lạnh giọng nói cô nói là thật sao. Người của tầng dưới lén lút chạy đến trên là điều cấm kỵ của Trân Châu, một khi bắt được nhất định phải nghiêm phạt. Lâm Thanh Diện mỉm cười, mở miệng nói, anh nói cho tôi trước, nếu như hai người bọn họ tung tin thất thiệt thì sẽ bị xử phạt như thế nào. Chúng tôi sẽ làm trung gian giải quyết, kêu bọn họ xin lỗi các anh. Người dẫn đầu mở miệng. Ồ, vậy nếu như tôi nói với anh, Chúng tôi là khách của tầng trên cùng thì sao?" Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Sắc mặt của mấy người đó đều thay đổi, vội nói, "Nếu như là như thế, chúng tôi sẽ tăng nặng xử phạt với hai người này, hủy đi mọi phục vụ của họ trên chuyến tàu này, hơn nữa chỉ cho phép bọn họ chờ đợi ở trong phòng của mình cho đến khi đến đảo ánh trăng." Hứa Thông nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện thì cười to, "Anh đừng nghe tên này nói khoác, bọn họ không thể là khách của tầng trên cùng được, tình cảnh nhà bọn họ thế nào, tôi còn không rõ hay sao?" bọn họ ở đây mạo danh là khách của tầng trên cùng các anh nên trực tiếp ném hai người bọn họ xuống biển đi tiểu đình lẩm bẩm một câu lâm thanh diện không có để tâm lời của hai người đó mà lấy vé của mình và hứa bích hoài ra đưa cho người dẫn đầu đó chúng tôi có phải khách của tầng trên cùng hay không các anh tự xem đi người dẫn đầu đó cầm lấy hai tấm vé trong tay lâm thanh diện sau khi liếc nhìn mắt lập tức trợn lên vội vàng cúi người với lâm thanh diện và hứa bích hoài mở miệng nói thưa hai vị khách quý đã tạo cho anh những rắc rối không cần thiết rồi đây là sự thất trách của chúng tôi xin anh tha thứ chúng tôi lập tức đuổi hai người tung tin đồng này về phòng không để bọn họ ra ngoài nữa nói xong anh ta trả lại vé cho lâm thanh diện đưa mắt với mấy người phía sau lập tức bắt lấy hai người hứa thông và tiểu đình hứa thông và tiểu đình lập tức đều ngây ra hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này các anh bắt chúng tôi làm gì người mà các anh nên bắt chính là bọn họ hứa thông mở miệng gọi một câu hai người họ là khách vvip của chúng tôi hai người bôi nhọ người ta không bắt hai người thì bắt ai không thể nào vé của bọn là giả lấy hoàn cảnh của nhà bọn họ sao có thể mua được vé của tầng cao nhất hứa thông mặt mày khó tin nói vé của khách tầng trên cùng của chúng tôi đều được làm riêng không thể làm giả đừng phí lời nữa mau lăn về phòng của hai người đi cho đến khi xuống thuyền không được phép ra ngoài. Mấy người đó nói rồi thì lôi Hứa Thông và Tiểu Đình rời khỏi đại sảnh. Chương 599, không phiền anh nhọc lòng. Hai người bọn họ thật sự đáng ghét mà. Hứa Bích Hoài có hơi tức giận mở miệng. Lâm Thanh diện mỉm cười, nói cho nên bọn họ nên bị trừng phạt, ít nhất đến khi xuống thuyền, bọn họ sẽ không tìm chúng ta gây chuyện nữa. Hứa Bích Hoài gật đầu, không tiếp tục nghĩ đến chuyện của Hứa Thông nữa. Bọn họ lần này ra ngoài là để thư giãn, không thể vì loại chuyện này mà bị phá hỏng tâm trạng được. Hai người cùng đi đến khu biểu diễn trang phục, đưa vé cho người ở đó xem xong thì có người dẫn hai người bọn họ đi về phía sofa ở hàng đầu tiên. Sau khi hai người ngồi xuống, người phụ trách buổi biểu diễn mới vội tuyên bố buổi biểu diễn sắp bắt đầu, kêu tất cả mọi người mau chóng chuẩn bị. Những người đó mặt mày tràn ngập ngưỡng mộ nhìn về phía Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đang ngồi ở hàng ghế đầu buổi biểu diễn hôm nay bị trì hoãn chính là vì hai người bọn họ chưa có đến, khoảnh khắc này, bọn họ đều thấu hiểu sức mạnh của đồng tiền. Cuộc đời này của tôi khi nào mới có thể hưởng được đãi ngộ như thế, hưng, tất cả mọi người đều xoay quanh tôi, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cô vẫn là mau tỉnh lại đi, có thể mua được vé của tầng cao nhất, ai không phải có tài sản vượt trăm tỷ, có thể ở tầng 8 đã là rất không tệ rồi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngồi xuống không lâu thì Dương Mạnh Sơn cũng đi về phía bọn họ, ngồi ở một chiếc sofa khác. Thật khéo, hai người cũng đến xem biểu diễn trang phục à? Dương Mạnh Sơn mỉm cười hỏi một câu. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều quay sang nhìn Dương Mạnh Sơn, chỉ lịch sự gật đầu với anh ta, không có nói chuyện. Trong đầu của Dương Mạnh Sơn nghĩ đến những lời vừa nãy của Hứa Thông, trên mặt mang theo nụ cười thâm ý, dò hỏi, hai người vừa nãy thật bất lịch sự lại dám bịa chuyện có họ hàng với các người tôi đoán hai người bọn họ chắc chắn là muốn bắt quan hệ hai người chắc chắn sẽ không có loại họ hàng như này hứa bích hoài liếc nhìn dương mạnh sơn nói hai người bọn họ quả thật là họ hàng xa của tôi chỉ là nói chuyện có hơi quá đáng một chút ồ nếu anh ta là họ hàng xa của cô tại sao lại nói lời bôi nhỏ hai người chứ tôi nghe bọn họ đều nói lâm thanh diện là tên phế vật còn nói hai người là người của địa phương nhỏ không mua nổi vé nơi này người họ hàng này của hai người có bản lĩnh bịa chuyện không nhỏ người có thể được vé của tầng trên cùng sao có thể giống như những gì anh ta nói chứ dương mạnh sơn tiếp tục nói lâm thanh diện nghe ra được dương mạnh sơn đây là muốn từ trong miệng hứa bịch hoài để xác nhận lời nói của hứa thông là thật hay giả cảm thấy có hơi nhàm chán bèn nói bọn họ nói cũng không phải sai chẳng qua đó đều là trước kia biểu diễn bắt đầu rồi xem biểu diễn thôi dương mạnh sơn cười gật cười trong lòng càng đắc ý xem ra hai người này quả nhiên không phải người có bối cảnh, mà bởi vì đã trúng số hoặc gặp được cơ hội phát tài gì đó, mới có tiền mua vé ở tầng trên cùng. Nếu như là như thế, anh ta muốn cướp hứa bích hoài từ trong tay Lâm Thanh Diện sẽ càng hơn dễ dàng. Thế nào đi nữa, tài sản của hai người Lâm Thanh Diện cũng không thể nhiều hơn 1.500 tỷ của anh ta được. Hơn nữa anh ta không ngờ Lâm Thanh Diện ở trong mắt họ hàng lại là phế vật, điều này khiến anh ta càng thêm kiên định Lâm Thanh Diện là một tên ăn bám. Quần áo xuất hiện trong buổi biểu diễn trang phục trên du thuyền Trân Châu đều không phải đắt bình thường, cho dù là bộ rẻ nhất cũng phải hơn tỷ, trang phục đều là của các nhà thiết kế nổi tiếng và người mua là những người có tiền ham cảm giác hư vinh. Vé tàu chỉ là một trong thủ đoạn kiếm tiền của du thuyền Trân Châu, những xa xỉ phẩm trên thuyền có thể mang đến cho bọn họ doanh thu khổng lồ. Lát nữa Dương Mạnh Sơn chỉ cần chọn một bộ tặng cho Hứa Bích Hoài, Hứa Bích Hoài có thể hiểu rõ sự cách biệt giữa Lâm Thanh Diện và anh ta dù sao một kẻ ăn bám, chắc chắn không nỡ tiêu vài tỷ mua một bộ quần áo được. Biểu diễn rất nhanh được bắt đầu, sau đó từng người mẫu thân hình huyền chuyển, khí chất xuất chúng khoác trên mình đủ loại bộ quần áo tuyệt đẹp đi ra, ở trước mặt mọi người phô ra thân hình của mình. Mỗi một người mẫu sau khi kết thúc xong, MC đều sẽ giới thiệu nhà thiết kế cùng với ý tưởng thiết kế của bộ trang phục, cố gắng nâng cao giá trị của bộ đồ lên, so sánh ẩn dụ chúng, sau đó mới đưa ra giá trừ bộ đầu tiên giá 2 tỷ 6 những bộ phía sau đều rơi vào tầm 3-6 tỷ. Những vị khách của tầng số 8 nhìn thân hình huyền chuyển của các người mẫu, mặt mày đầy sự ghen tị, mặc dù bọn họ đều cảm thấy những bộ đồ này đều rất đẹp, nhưng giá cả không mấy lý tưởng, không có ai nỡ bỏ tiền ra mua. Ôi mẹ ơi, một bộ đồ mà hơn 3 tỷ, nhà phải có bao nhiêu cái mỏ để có tiền mua, thật sự không hiểu nổi, tại sao lại có người làm ra bộ đồ đắt như vậy, thật sự có người mua sao một người đàn ông mặt mày đầy sự cảm thán anh hiểu cái gì đây đã không phải là trang phục nữa rồi đây là sản phẩm nghệ thuật mua về không phải dùng để mặc mà dùng để ngắm anh thật là người không có tế bào nghệ thuật mà một cô gái đã bị lời thuyết giảng của mc tẩy não rồi mắt nhìn những bộ trang phục đó cũng phát sáng hứa bích hoài cũng bị mấy bộ quần áo mặc trên người của người mẫu làm cho kinh ngạc vốn dĩ cô tưởng quần áo cô mua đã khá đẹp nhưng so sánh với những trang phục này, những thứ cô mua thật sự là quê mùa. Mỗi một người mẫu đi ra, hứa bích hoài đều sẽ khen một tiếng, quá đẹp rồi. Mà Lâm Thanh Diện ngồi một bên nhìn hứa bích hoài, muốn biết cô thích những bộ này không? Một lúc sau, những người mẫu đó tổng cộng trình diễn 23 bộ trang phục xong, tất cả xếp thành hai hàng trước mặt người xem, phô ra những tư thế để hấp dẫn ánh nhìn. MC mỉm cười hỏi một câu có muốn mang những sản phẩm nghệ thuật này về nhà, ánh mắt chủ yếu rơi vào hàng ghế sofa bên này. Dương Mạnh Sơn sau khi nghe thấy lời của MC, lập tức đứng dậy, đưa tay chỉ vào một người mẫu trên sàn, nói, gói bộ đồ số 17 này lại cho tôi, tôi muốn bộ trang phục này, tặng cho cô gái xinh đẹp này, tôi nghĩ dung mạo của cô ấy xứng với bộ quần áo này. Nói rồi, anh ta quay đầu liếc nhìn hứa bích hoài, hoàn toàn phất lờ lâm thanh diện ngồi bên cạnh hứa bích hoài. Lời của Dương Mạnh Sơn vừa dứt, tất cả mọi người đều nhao nhao lên, họ đều không ngờ, vậy mà thật sự có người sẽ mua đồ ở đây. Hơn nữa bộ đồ mà Dương Mạnh Sơn chọn còn là cái đắt nhất trong 23 bộ trang phục, giá gần 7 tỷ. Ôi trời đất, vậy mà có người thật sự mua, hơn nữa còn là bộ đắt nhất, đây cũng quá giàu rồi. Thế giới của người có tiền, quả nhiên không phải tôi có thể hiểu, một bộ quần áo hơn 6 tỷ, cái này còn đắt hơn vé của tầng trên cùng. Quả nhiên, là sự nghèo đói đã hạn chế sức tưởng tượng của tôi lâm thanh diện và hứa bích hoài đều không có ngờ dương mạnh sơn đột nhiên lại mua một bộ tặng cho hứa bích hoài hứa bích hoài mặt mày nghi hoặc mà lâm thanh diện lại lộ ra nụ cười khinh khỉnh anh đứng dậy nhìn về dương mạnh sơn mở miệng nói cô ấy là vợ tôi quần áo của cô ấy tôi mua là được rồi không khiến anh nhọc lòng chương sáu trăm sáu mươi tỷ không phải chỉ là tiền tiêu vặt mấy hôm thôi sao dương mạnh sơn nghe thấy lời nói của lâm thanh diện cũng bật cười nói anh đừng hiểu lầm tôi chẳng qua là muốn tặng cho hai người chút quà gặp mặt mà thôi, tôi thấy vợ của anh cũng không có mua được bộ nào, cho nên muốn tặng một bộ, hơn 6 tỷ mà thôi, lấy tài sản 1.500 tỷ của tôi, không tính là gì. Lời của Dương Mạnh Sơn tràn ngấp sự phô trương và khinh thường đối với Lâm Thanh Diện, sau khi biết Lâm Thanh Diện chỉ là một tên phế vật, anh ta cũng không sợ đắc tội với Lâm Thanh Diện nữa. Hơn nữa anh phải khiến hứa Bích Hoài nhận ra được sự cường đại của mình. Ha ha, không cần nữa, bộ quần áo anh chọn vợ tôi không hề thích lâm thanh diện mở miệng lúc đó khi xuất hiện bộ trang phục đắt nhất này hứa bích hoài không có phản ứng quá lớn gì mặc dù bộ trang phục được thiết kế lộng lẫy nhưng hứa bích hoài không thích loại phong cách này dương mạnh sơn nhếch môi nói bộ trang phục này đẹp như vậy là phụ nữ đều sẽ thích anh đừng vì giá của bộ đồ này mà phán định vợ của anh không thích bộ đồ này tôi không phải nói rồi sao bộ đồ này tôi mua tặng cho vợ anh làm quà gặp mặt Lâm Thanh Diện thấy Dương Mạnh Sơn nói như thế, sắc mặt lập tức tối sầm, nói: Tôi mua đồ trước nay không nhìn giá, vợ của tôi có thích hay không, tôi hiểu rõ nhất. Một người ngoài như anh, đừng ở đây mà tự đưa ra chủ trương. Mọi người mặt mày đều hiếu kỳ nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, rất nhanh đều nhìn ra, hai người có loại cảm giác tranh đấu, mà hai người bọn họ làm như thế chính là vì người phụ nữ ngồi ở giữa hai người. Qua, wow, người phụ nữ đó cũng quá hạnh phúc rồi. Vậy mà có đàn ông tranh đoạt muốn mua quần áo đắt tiền tặng cho cô ta. Xem tình cảnh này, là người đàn ông mua bộ đồ đó muốn cướp vợ của người đàn ông này, thế giới của người có tiền đều kích thích như vậy sao? Dương Mạnh Sơn nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện trong lòng rất không phục, sau đó muốn đi tìm MC thanh toán, mua bộ đồ này, đến lúc đó không chừng Hứa Bích Hoài sẽ vì sự nghèo hèn của Lâm Thanh Diện mà vứt bỏ anh. Lâm Thanh Diện cũng đi về phía MC, Hứa Bích Hoài vội vàng hét một tiếng lâm thanh diện những bộ quần áo này quá đắt hay là đừng mua nữa hứa bích hoài mở miệng nói lâm thanh diện mỉm cười nói không đắt chỉ cần em thích anh đều sẽ mua tặng em dương mạnh sơn nghe thấy lời này của hứa bích hoài lập tức bật cười nhìn bộ dạng này bọn họ chắc thật sự không có nhiều tiền nếu không hứa bích hoài sẽ không đau lòng như thế hai người sau khi đến chỗ mc dương mạnh sơn trực tiếp rút thẻ ngân hàng của mình ra đưa cho ông ta, nói, gói bộ đồ mà tôi vừa nói lại cho tôi. Mặt mày MC tươi phơi phới nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng, vội vàng kêu người đi thanh toán. Lâm Thanh Diện cũng không có ngăn cản, đứng ở một bên đợi MC giúp Dương Mạnh Sơn thanh toán. Sau khi xem xong, Dương Mạnh Sơn nhìn sang Lâm Thanh Diện, cười nói, thật ra không cần thiết đâu, vợ của anh vừa rồi đã nói rồi, những bộ quần áo này quá đắt, anh không cần vì chút mặt mũi này mà tốn tiền oan uổng đâu. Lâm Thanh Diện không có để tâm đến anh ta, mà nhìn sang MC. Thưa anh, anh cũng nhìn chúng trang phục sao? MC mỉm cười hỏi. Số 1, số 9, và số 14. Lâm Thanh Diện nói ra ba con số. Mắt của MC bỗng sáng lên, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà muốn mua một lần ba bộ. Dương Mạnh Sơn cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói ra ba bộ, lập tức khinh bỉ nói, ba bộ quần áo này cộng lại cũng phải trên 12 tỷ, anh chắc chắn anh thật muốn mua ba bộ này thưa anh anh chờ chút tôi lập tức cho người đi chuẩn bị ba bộ quần áo này cho anh mc sợ lâm thanh diện hối hận vội vàng mở miệng lúc này lâm thanh diện lại âm trầm nói ông hiểu sai rồi ý của tôi là trừ ba bộ này ra những bộ còn lại tôi lấy toàn bộ cái gì mc rõ ràng không có phản ứng kịp hỏi ngược lại lâm thanh diện cần tôi nói lại một lần nữa sao lâm thanh diện nhìn mc mặt mày bình tĩnh mc phản ứng lại nói không không cần, tôi nhớ rồi, trừ bộ số 1 số 9 số 14 ra, lấy tất cả các bộ còn lại. Dương Mạnh Sơn ở một bên cũng bị lời của Lâm Thanh Diện làm kinh sợ, anh ta trợn to mắt nhìn Lâm Thanh Diện, anh đừng đùa ở đây, trừ mấy bộ này ra, các bộ còn lại cộng lại cũng phải hơn 60 tỷ, nói khoác cũng không cần thổi phồng như thế. Hừm, hơn 60 tỷ, không phải chỉ là tiền tiêu vặt mấy ngày thôi sao? Đây có gì mà phải nói khoác, Lâm Thanh Diện có hơi không hiểu liếc nhìn Dương Mạc Tài. Dương Mạc Tài bỗng có loại cảm giác ăn mà bị nghẹn, trong lòng nghĩ tên này thật sự quá khoác lác rồi, anh ta lớn từng này, còn chưa từng thấy ai nói khoác như vậy. Ông chắc chắn không cần xác nhận tài sản của anh ta trước, mà kêu người ta cầm những bộ đồ này tới. Dương Mạnh Sơn quay sang nhìn MC, hỏi một câu. MC lúc này cũng ý thức đến vấn đề này, nếu như Lâm Thanh Diện đang làm loạn, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của bọn họ, cho nên ông ta bèn liếc nhìn Lâm Thanh Diện, nói thưa anh không phải tôi không tin anh, thật sự đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình huống này, anh xem." Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy một chiếc thẻ từ trong ví của mình ra, chuyển cho MC, "Chiếc thẻ này là ban đầu anh dùng đến thu mua tô Thành Hải, bên trong tròn chính 300.000 tỷ. Ông có thể cầm đi thanh toán trước, sau đó lại giúp tôi đem đồ ra, mật mã là 6 số cuối thẻ." Lâm Thanh Diện mở miệng. MC vội vàng cầm lấy chiếc thẻ, lập tức cầm lấy chiếc thẻ đi quẹt Dương Mạnh Sơn đen mặt nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta vốn dĩ còn tưởng có thể dựa vào chuyện mua quần áo này, khiến hứa bích hoài ý thức được sự tranh lệch giữa Lâm Thanh Diện và mình. Không ngờ tên này vậy mà mở miệng mua nhiều đồ như thế, nếu như trong thẻ của anh thật sự có nhiều tiền như thế, anh ta hôm nay thật sự có hơi không bước xuống đài được. 60 tỷ, đối với anh ta mà nói, cũng là một số tiền rất lớn, anh ta mặc dù có tài sản cá nhân lên tới 1.500 tỷ, nhưng đây là tất cả tài sản của anh ta cộng lại, nếu như tính tiền mặt, anh ta không thể lấy ra được nhiều tiền như thế. Anh ta không tin Lâm Thanh Diện dẫm phải vận may cứt chó gì mà có thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy. Hừ, tên này chẳng qua đang giả vờ mà thôi, anh ta sao có thể có nhiều tiền như vậy được, lát nữa người ta nếu như nói với anh ta số dư không đủ, xem anh ta hôm nay giải thích thế nào. Trong lòng Dương Mạnh Sơn hừ lạnh một tiếng. Không lâu sau, MC bèn cầm chiếc thẻ ngân hàng của Lâm Thanh Diện đi ra, ông ta lúc này mặt mày sáng bừng hai tay còn hơi run rẩy thưa anh đã thanh toán rồi đây là hóa đơn mời anh khớp lại con số tôi bây giờ gói đổ lại cho anh giọng nói của mc trở nên kích động dương mạnh sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này mặt mày không dám tin mở miệng nói trong trong chiếc thẻ này của anh ta thật sự có nhiều tiền như vậy sao mc quay sang liếc nhìn dương mạnh sơn nói phải thưa anh hơn nữa chiếc thẻ này của anh ta ở chỗ chúng tôi hiển thị là cấp bậc cao nhất, đây là cấp bậc của thẻ vượt quá chục nghìn tỷ mới có được, anh đây chính là phú ông có tư sản lên đến chục nghìn tỷ. Audio điện tử võ tấn bền chương 601, U Mê Không tỉnh. Chục, tỷ phú chục nghìn tỷ, Dương Mạnh Sơn nghe thấy lời của MC, cảm giác bên tai mình như bị nổ tung, đầu óc cứ vang lên tiếng ong ong. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, gương mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, đời này của anh ta, liều sống liều chết, đã tiêu hao vô số tâm tư sức lực, đánh cược vô số vận may, mới có được tài sản 1.500 tỷ. Mà đây, vẫn luôn là kiêu ngạo lớn nhất của anh ta, anh ta cảm thấy mình là con cưng của trời, là nhân tài trong đám người cùng lứa. Mà bây giờ MC lại nói với anh ta, trong tấm thẻ này của Lâm Thanh Diện có ít nhất 30.000 tỷ, đây là con số anh ta phải cố gắng phấn đấu 20 kiếp mới có thể đạt được. Anh, có phải anh nói sai rồi hay không? Trong tấm thẻ này của anh ta làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Dương Mạnh Sơn theo bản năng lẩm bẩm một câu. Lâm Thanh Diện cười về phía Dương Mạnh Sơn, mở miệng nói quả thật anh ta nói sai rồi. Ánh mắt Dương Mạnh Sơn nhất thời sáng lên, trong đầu nghĩ Lâm Thanh Diện cuối cùng vẫn không thể giả nộ nổi, trong thẻ anh ta làm sao có thể có 30.000 tỷ. Lúc này Lâm Thanh Diện nói tiếp, thật ra thì trong thẻ của tôi có 300.000 tỷ. Dương Mạnh Sơn nhất thời như bị sét đánh, cả người cũng cứng lại. Anh ta khó có thể tin nhìn Lâm Thanh Diện, lúc này anh ta đã không rõ rốt cuộc là do Lâm Thanh Diện vì đả kích anh ta mới nói như vậy, hay là trong thẻ của anh thật sự có 300.000 tỷ nữa. Lâm Thanh Diện thấy vẻ mặt này của Dương Mạnh Sơn, dường như rất là hài lòng, sau khi cười một tiếng, nói với MC, "Đưa những trang phục này đến tầng cao nhất đi." MC lập tức đồng ý, thái độ đối với Lâm Thanh Diện tựa như với ba ruột của mình vậy trang phục mỗi lần biểu diễn, bán ra anh ta đều có một ít tiền hoa hồng, mà lần này tiền hoa hồng bán những trang phục đó, đủ để cho anh ta nửa đời sau không cần lo cơm áo. Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện đi về phía hứa Bích Hoài. Người xem ở đây bởi vì cách khá xa, cho nên cũng không biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt từ đắc ý đến xanh mét, rồi đến tái nhợt của Dương Mạnh Sơn. Sau khi Lâm Thanh Diện xoay người rời đi, MC khó mà không chế tâm trạng kích động của mình, đồng thời vì để trang phục biểu diễn của bọn họ được nổi tiếng một lần, anh ta cầm micro lên, mở miệng nói: "Mọi người, mới vừa rồi, vị tiên sinh này, ra giá, giá 70 tỷ 500 triệu, mua 19 bộ trang phục của chúng tôi ở đây, đây là một vị khách mua nhiều trang phục nhất của chúng tôi từ trước đến nay." Để tỏ lòng cảm ơn đối với vị khách này, tôi tuyên bố, sau này vị khách này sẽ trở thành hội viên vinh dự cả đời của chúng tôi. Sau này tới mua quần áo nữa, giảm giá 10%. Lời của MC vừa dứt, toàn hội trường lập tức nổ tung, tất cả mọi người đều bị sốc bởi số tiền mà MC nói. Mẹ ơi, hơn 60 tỷ, lại chỉ mua mấy bộ quần áo, thật sự là quá có tiền. Con mẹ nó, trước kia tôi còn cho là ở chỗ bọn tôi đã được coi là người giàu rồi, đến khi lên chiếc du thuyền này, tôi mới biết, tôi con mẹ nó chính là một kẻ nghèo. 19 bộ quần áo so với toàn bộ gia sản của tôi còn đắt hơn, khóc mất, cho dù tôi cố gắng phấn đấu 100 năm nữa, sợ rằng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hứa Bích Hoài cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại một lần mua nhiều như vậy, hơn 60 tỷ, nói mua là mua, giá tiền này là giá thị trường trước kia của công ty nhà họ Hứa. Thấy Lâm Thanh Diện đi tới trước mặt mình, Hứa Bích Hoài lập tức hơi trách móc nhìn Lâm Thanh Diện, nói, sao anh mua nhiều như vậy, em căn bản không mặc được hết một ngày mặc một bộ, mặc qua rồi thì bỏ, không đủ để mặc nữa. Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Hứa Bích Hoài lập tức chừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói quá phá ra, thật là quá phá ra. Lâm Thanh Diện le lưỡi với Hứa Bích Hoài, nói chỉ đùa một chút thôi, vừa rồi anh thấy em thật sự thích những bộ đồ này, cho nên anh mua cả. Hứa Bích Hoài trợn mắt, rõ ràng không muốn để ý tới Lâm Thanh Diện. Chúng ta đi lên đi, quần áo đã mua xong, Lần này anh làm hư quần áo của em, em cũng không thể tức giận nữa." Lâm Thanh Diện cười nói. Mặt Hứa Bích Hoài bất đắc dĩ nhìn Lâm Thanh Diện, từ trên ghế sofa đứng dậy, vô cùng tự nhiên ôm cánh tay Lâm Thanh Diện, đi theo anh về phía thang máy. Tất cả mọi người đều đầy hâm mộ nhìn hai người, không ít người nhìn Lâm Thanh Diện giống như là đang nhìn một cái máy ATM biết đi. Chỉ còn một mình Dương Mạnh Sơn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói vừa rồi của Lâm Thanh Diện tầng cao nhất trong phòng. Hứa Bích Hoài lòng tràn đầy vui vẻ thử quần áo Lâm Thanh Diện mua về cho cô, bây giờ cô đã không còn quan tâm việc Lâm Thanh Diện vẫn còn ở trong phòng, đã thay quần áo rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài không ngừng thay quần áo, cổ họng hơi khô khốc. Một lúc sau, Hứa Bích Hoài thay bộ đồ cuối cùng, sau đó đi tới bên cạnh cuối cùng, trợn đôi mắt to tròn, mở miệng hỏi, "Lâm Thanh Diện, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền?" Lâm Thanh Diện suy nghĩ một chút, Nói anh cũng không rõ lắm, đếm không hết. Hứa Bích Hoài lại hỏi, vậy trong tấm thẻ ngân hàng kia của anh có bao nhiêu? Vốn là có 300.000 tỷ, có điều hôm nay xài một ít, chỉ còn lại hơn 270.000 tỷ. Lâm Thanh Diện vừa nói, vừa lấy tấm thẻ ngân hàng kia ra, đưa cho Hứa Bích Hoài. Bà xã, sau này em quản tiền đi, như vậy thì anh không thể phá ra nữa. Hứa Bích Hoài lập tức kiêu ngạo nhếch miệng, trả tấm thẻ kia lại cho Lâm Thanh Diện. Nói em mới không cần, tiền bạc khiến em lạc lối, em không muốn chịu đựng sức nặng của những con số này. Lâm Thanh diện bị câu trả lời này của Hứa Bích Hoài làm buồn cười, lại nghĩ dù sao ai cầm cũng giống nhau, dù sao đời này của anh cũng chỉ có một người vợ là Hứa Bích Hoài. Đảo ánh trăng. Trong một câu lạc bộ suối nước nóng cao cấp, Lương Cung Nhạn Sương mặc một bộ kimono, mái tóc cuộn tròn, hai chân thon dài thẳng tắp ngâm trong suối nước nóng hơi nhàm chán nhìn chằm chằm đôi chân mình trong đó trong đầu hồi tưởng lại lúc ở quan lính cảnh tượng lâm thanh diện cào chân cô ta qua một hồi lâu lương cung nhạn xương phì một tiếng bật cười gương mặt ngọt ngào một cô gái ngồi bên trên lương cung nhạn xương thấy lương cung nhạn xương đột nhiên cười lên mở miệng nói tiểu thư cô lại si mê rồi cần cô quản à tôi thích lương cung nhạn xương ngước đầu lên đầy kiêu ngạo cô gái không biết làm sao lắc đầu một cái nói tiểu thư người đàn ông tên Lâm Thanh Diện đó thật sự tốt như vậy sao lại khiến tiểu thư tương tư cả ngày lẫn đêm? Nghe thấy lời này, Lương Cung Nhạn Sương cũng không biết làm sao. Từ khi từ biệt ở quan lĩnh, trong đầu Lương Cung Nhạn Sương luôn hiện ra bóng dáng của Lâm Thanh Diện, căn bản không khống chế được. Dựa theo giải thích của mẹ cô ta, có thể là cô ta đã yêu Lâm Thanh Diện rồi. Du thuyền của bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể đến đảo Ánh Trăng? Theo như tin tức chúng ta có được bây giờ bọn họ hẳn đã lên du thuyền rồi. Lương cung nhạn xương mở miệng hỏi. Còn hai ngày, có điều tiểu thư à, lần này lâm thanh diện đó đi cùng vợ tới, tiểu thư, tại sao cô lại phải u mê không tỉnh với một người đàn ông đã có vợ chứ? Cô gái kia mặt đầy khó hiểu nhìn lương cung nhạn xương. Gương mặt lương cung nhạn xương không để tâm, nói có vợ thì thế nào, cái này cũng không làm trở ngại việc tôi thích anh ta, con người cũng không phải là không thay đổi, kết hôn rồi, cũng sẽ ly hôn, chỉ cần tôi chủ động, luôn có cơ hội để anh ta thích tôi. Tiểu thư, xem ra những đạo đức thế tục trong xã hội, vẫn không trói buộc được cô. Cô gái cảm khái nói. Lương cung nhạn xương cười hắc hắc, nói, đó là cô vẫn chưa gặp người cô thật sự thích, chờ khi trong lòng cô cũng có một người như vậy, cô sẽ hiểu, đạo đức luật pháp gì đó đều không trọng nữa. Khi đó, điều cô nghĩ, chỉ có ở bên cạnh anh ta. Chương 602, Đảo Ánh Trăng hành trình du thuyền hai ngày khiến Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài hoàn toàn thả lòng. Trong hai ngày này, bọn họ dạo hết 12 tầng của du thuyền, xem tất cả tiết mục có thể xem, thưởng thức tất cả món ăn ngon trên du thuyền. Vì hai người Hứa Thông và Tiểu Đình bị nhốt trong phòng không cho ra ngoài, sau khi Dương Mạnh Sơn biết được khả năng kinh tế của Lâm Thanh Diện cũng không dám có ý định với Hứa Bích Hoài nữa, hai ngày này vẫn luôn ở tổng phòng mình chưa từng ra ngoài. Cho nên hai người Lâm Thanh Diện chơi đùa vô cùng thuận lợi, không ai đến làm phiền, cũng không ai chất vấn có phải cầm vé tàu giả lên thuyền không. Hứa Bích Hoài cảm thấy đây là hai ngày vui vẻ nhất của cô, bắt đầu từ khi có trí nhớ, cô chưa từng thả lỏng như thế bao giờ. Nguyên nhân lớn nhất trong đó đương nhiên là Lâm Thanh Diện để cô cảm nhận được cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có, đi theo bên cạnh Lâm Thanh Diện, cô có thể không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần ăn uống vui chơi là được. Vì tình cảm với Lâm Thanh Diện ngày càng thân mật hơn, hai ngày nay hứa Bích Hoài vẫn trêu chọc anh không ít, Lâm Thanh Diện lo cô mang thai không thể làm chuyện kia quá nhiều, hứa Bích Hoài bèn thay thế bằng cách khác, tình cảm của hai người trở nên thăng hoa vô cùng. Chiều hai ngày sau, dù thuyền hiệu Trân Châu dừng lên trên một hòn đảo xinh đẹp, hòn đảo này có diện tích rộng lớn, có dạng hình cong, tên là đảo Ánh Trăng. Tuy đảo Ánh Trăng là một hòn đảo nhỏ, nhưng vì phát triển du lịch nên dân số trên đảo cũng không ít, lại thêm kiểu kiến trúc đa dạng, ngoài tòa nhà cao chọc trời, Bất kỳ một kiến trúc tồn tại ở thành phố lớn là đều có thể tìm thấy ở đây. Vì môi trường hàng đầu, phong cảnh xinh đẹp nên không ít người xây nhà ở đây, khiến hòn đảo rất có sức sống, những người này cũng có thể dựa vào khách du lịch để nuôi sống mình. Hơn nữa đảo ánh trăng đều tiếp đãi những khách hàng có tiền, khiến hòn đảo phát triển rất nhanh, những người sống ở đây đều khá là giàu có. Nơi này có rất nhiều dự án du lịch, chỉ cần những gì có thể nghĩ đến đều có thể trải nghiệm ở đây. Đương nhiên điều kiện quan trọng nhất là phải có tiền đủ nhiều. Sau khi du thuyền dừng lại, mọi người đều gấp rút đi xuống, vội vã muốn lên hòn đảo có tiếng này để chơi đùa. Hai người Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi tới phía cầu thang, có nhân viên đi theo sau lưng cầm hành lý của bọn họ. Lúc ở trên du thuyền là hai người đã ngắm hòn đảo này rồi, cũng bị phong cảnh ở đây hấp dẫn. Lúc này đã có không ít người chờ đợi trên bờ biển là những người sống ở đây, bọn họ đều là hướng dẫn viên du lịch của đảo Ánh Trăng. Tuy chỉ là một hòn đảo, nhưng nó rất rộng lớn, đương nhiên không thể thiếu hướng dẫn viên du lịch rồi. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi xuống từ trên du thuyền, định đi tìm một hướng dẫn viên du lịch dẫn bọn họ đi tham quan đảo Ánh Trăng. Đúng vào lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên, "Hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện, hai cái đồ không biết xấu hổ các người dám nhốt hai chúng tôi trong căn phòng nát đó suốt hai ngày?" tức chết tôi rồi, hai người mau xin lỗi chúng tôi mau. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều quay đầu nhìn qua, phát hiện là hai người hứa thông và tiểu đình với sắc mặt xanh mét. Lần này hai người đặc biệt mua vé tàu tầng 8 là vì ở chỗ khá cao, để ngắm nhìn cảnh biển, nhưng hai người bọn họ chưa lên thuyền được bao lâu đã bị nhốt vào trong phòng không cho đi ra ngoài. Hai ngày này, bọn họ ở trong căn phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ suýt đã buồn chết, ngoài chơi điện thoại ra thì không làm được gì cả, Chẳng khác nào ở hai ngày trong khách sạn giá rẻ. Hơn nữa vì hai người bọn họ xúc phạm khách ở tầng cao nhất nên hai ngày nay nhân viên phục vụ tầng 8 đều đưa đồ ăn dở nhất cho bọn họ. Điều này khiến bọn họ cảm thấy vé tàu mấy trăm triệu của mình không đáng giá. Cho nên vừa xuống thuyền, hai người bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài muốn chút giận. Đúng là không ngờ hai người cũng có tiền mua vé tàu ở tầng cao nhất đấy, đừng nói hai người lấy hết của cải trong nhà ra để đi du lịch nhé. Cho các người biết, đừng cho rằng các người mua vé tầng cao nhất là sẽ trở nên cao quý, các người cũng chỉ có thể đắc ý được hai ngày chứ mấy, mau xin lỗi, nếu không, hai người sẽ không có kết cục tốt đâu, hứa thông hùng hổ. Đương nhiên anh ta không thể chấp nhận được chuyện Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài mua nổi vé tàu tầng cao nhất, vì trong nhà phát tài nên cảm thấy bọn họ đã lấy ra tất cả tiền tiết kiệm để trải nghiệm cảm giác của kẻ có tiền một lần. Tiểu Đình cũng trợn mắt nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài la lên xin lỗi thôi không đủ là bọn họ hại chúng ta bị nhốt hai ngày trên du thuyền bọn họ phải bồi thường cho chúng ta bọn họ phải đưa vé tàu của tầng cao nhất cho chúng ta như vậy lúc chúng ta trở về có thể hưởng thụ được đãi ngộ của tầng cao nhất nói đúng lắm hai người có nghe thấy không mau giao vé tàu tầng cao nhất ra đây hứa thông hùng hổ nói lâm thanh diện hơi cạn lời không hiểu mạch não của hai người này ra làm sao lại còn mặt mũi muốn giành vé tàu với anh hai người hung dữ thế làm gì, chẳng khác nào bọn trộm cướp cả, vì sao anh trai và chị gái này phải đưa vé tàu cho các người. Lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người nhìn qua, là một chàng trai 17-18 tuổi. Thằng danh con, cậu thì biết cái gì, bọn họ hại tụi tôi tổn thất quá nhiều, tụi tôi đòi lại là chuyện hiển nhiên thôi, cậu mau cút đi tiểu đình la lên với chàng trai kia. Chàng trai nói ngay, đừng chọc cười nữa, chị gái này xinh đẹp như vậy, sao có thể sẽ hại các người, Tôi thấy người như cọp mẹ là cô mới giống kẻ hại người đó." Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài nghe thấy lời của chàng trai đều bật cười. Lúc này nhân viên quản lý của Du thuyền chú ý đến tình hình bên này, phát hiện là hai người xúc phạm khách tầng cao nhất kia, lập tức dẫn người tới bao vây Hứa Thông và Tiểu Đình. "Nếu các người còn làm gì với khách quý của chúng tôi, chúng tôi sẽ nhốt các người trên du thuyền rồi đưa về." Hứa Thông và Tiểu Đình sợ tới mặt mày xám xịt lâm thanh diện và hứa bích hoài đều lắc đầu không muốn quan tâm đến hai người bọn họ xoay người định đi lúc này lâm thanh diện nhìn thoáng qua chàng trai rồi nói cậu là người trên đảo này à chàng trai gật đầu vậy cậu có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng tôi không lâm thanh diện hỏi ấn tượng của anh với chàng trai này cũng không tệ lắm dù sao anh cũng muốn tìm một hướng dẫn viên du lịch nên bèn hỏi luôn mắt chàng trai lập tức sáng ngời đương nhiên là được rồi anh chị rất vui vì được phục vụ cho hai người. Nói xong, cậu đã chạy tới lấy hành lý cho Tiểu Đình và Hứa Bích Hoài, ba người cùng nhau đi về phía trước. Hứa Thông và Tiểu Đình nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, đều hơi nghiến răng nghiến lợi. Xem ra anh đoán đúng rồi, bọn họ có thể mua được vé của tầng cao nhất chắc chắn đã bỏ hết vốn liếng, tìm một thằng nhóc làm hướng dẫn viên du lịch, không phải vì không có tiền sao. Đợi đó cho tôi, đến lúc đó ở trên đảo, những người này cũng không bảo vệ được các người, tôi nhất định sẽ chút hết cơn giận này. Hứa thông căm tức nói. chương 603, khoảng thời gian trên đảo. Anh chị, hai người đã đặt khách sạn chưa? Em đưa hành lý đến khách sạn cho hai người trước, sau đó lại giới thiệu hòn đảo cho hai người nhé. Ba người cùng nhau đi về phía trước. Chàng trai đã tự giới thiệu cho Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài rồi, cậu tên là Vương Hạo, sống cùng ba mẹ trên đảo Ánh Trăng, Ba mẹ cậu là chủ của một quán ăn nhỏ trên đảo, cả nhà đều kiếm sống dựa vào nó. Vương Hạo sinh ra trên đảo, tuy đã tới tuổi sắp thi trung học phổ thông rồi, nhưng điều kiện giáo dục trên đảo quá kém, dù có trường cấp 3 nhưng không có tổ chức kỳ thi trung học phổ thông. Bình thường những người có tiền trên đảo đều đưa con mình lên đất liền học, cả nhà của Vương Hạo định cư trên đảo, cũng không tính là giàu có, thường sẽ chọn để con ở lại giúp đỡ. Bây giờ là mùa du lịch, trường cấp 3 trên đảo cũng cho nghỉ học ngày nào Vương Hảo cũng đến nơi rừng du thuyền, xem có thể nhận việc hướng dẫn du lịch cá nhân không, ngoài giúp đỡ cho chi phí trong nhà, còn có thể nghe thấy nhiều chuyện của thế giới bên ngoài từ du khách nữa. Chàng trai từ nhỏ đã sống trên đảo, rất tò mò với thế giới bên ngoài. Lâm Thanh Diện vốn muốn nói anh vẫn chưa đặt khách sạn, định kêu Vương Hạo đề cử mấy khách sạn tốt, nhưng nghĩ lại khách sạn trên cả thế giới đều giống hệt nhau, nếu ra ngoài du lịch, ở nhà dân sẽ thú vị hơn vì thế anh bèn hỏi vương hạo trong nhà cậu có dư phòng không tôi muốn trải nghiệm cách sống của người ở đây tôi sẽ trả tiền cho cậu như giá của khách sạn vương hạo thoáng sửng sốt không ngờ lâm thanh diện lại muốn ở nhà mình hơi trần trừ nói phòng thì có thật nhưng mà điều kiện trong nhà em không tốt như khách sạn tuy là nhà hai tầng xây thống nhất ở đảo ánh trăng nhưng có lẽ nệm của nhà em không mềm bằng nệm khách sạn lâm thanh diện cười những chuyện này đều không sao cả chủ yếu là muốn trải nghiệm phong cách sống của địa phương mọi người, chỉ cần ba mẹ em đồng ý là được. Nói xong, Lâm Thanh Diện lại hỏi Hứa Bích Hoài xem cô có ý kiến gì không. Hứa Bích Hoài tỏ vẻ cô đã ở khách sạn quen rồi, cũng muốn trải nghiệm cảm giác ở nhà dân. Vương Hạo bèn gọi điện thoại cho ba mẹ hỏi thử, sau khi chắc chắn có thể vào ở, ba người bèn cùng nhau đi tới nhà của Vương Hạo. Trên đường Vương Hạo giới thiệu cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài rất nhiều điểm đặc sắc của chỗ bọn họ cũng nói ưu điểm và khuyết điểm của rất nhiều phong cảnh, còn nhắc Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài một vài nơi lừa bịp tuyệt đối không thể đến. Lợi ích của việc tìm hướng dẫn viên du lịch địa phương là có thể tránh đi một vài nơi nhàm chán lại tốn tiền, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nếu đổi lại là hướng dẫn viên chuyên nghiệp trên đảo, e rằng đều mong du khách đến hết những nơi lừa tiền, dù sao hướng dẫn viên du lịch đều phục vụ cho khu du lịch, chứ đâu phải vì du khách. Không bao lâu, ba người đã đến nhà Vương Hạo, Người dân bên này đều ở trong mấy căn nhà giống nhau, người có tiền cũng có thể sống trong biệt thự ở trung tâm đảo. Gia cảnh của Vương Hạo bình thường, cho nên dù nhà cửa giống nhau, cũng có thể nhìn ra việc bày trí của bọn họ kém hơn không ít. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều là người không chú ý lắm, cho nên cũng không quá để ý đến những chuyện này. Ba mẹ Vương Hạo nhiệt tình chiêu đãi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, làm một bàn ăn phong phú cho bọn họ, cũng tỉ mỉ dọn dẹp lại nhà bọn họ sắp ở một lượt. Lâm Thanh Diện muốn trả tiền phòng và tiền cơm theo giá khách sạn, nhưng Vương Hạo muốn biết chuyện bên ngoài từ Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, cho nên cũng nói với ba mẹ Lâm Thanh Diện là bạn của mình, bạn đến nhà ở mấy ngày, đương nhiên không cần tiền. Lâm Thanh Diện cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, kiên trì muốn trả tiền, Vương Hạo và ba mẹ cậu không cần, Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ lúc rời đi sẽ để tiền lại cho bọn họ. Hành trình du lịch trên đảo ánh trăng của hai người chính thức bắt đầu. Vương Hạo là người đại phương, hiểu biết với nơi này không thua gì hướng dẫn viên chuyên nghiệp cả, dẫn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi tham quan rất nhiều phong cảnh trên đảo. Thậm chí Vương Hạo còn dẫn người đến một vài nơi vẫn chưa khai phá nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp, còn không cần vé vào cửa. Mấy ngày nay, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ở trong nhà Vương Hạo đã trải nghiệm được cuộc sống của dân trên đảo, cuộc sống của người ở đây và người trên đất liền rất khác nhau vì ở trên đảo nên hộ gia đình nào ở đây đều sẽ rời bên đánh cá. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bèn trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, còn đi theo bố mẹ Vương Hảo học rất nhiều cách làm hải sản. Cuộc sống không lo không nghĩ này khiến người ta say mê, nếu không phải trên người còn gánh vác trách nhiệm phải báo thù vì ông nội, thậm chí Lâm Thanh Diện còn muốn mua một căn nhà trên đảo, ở ẩn với Hứa Bích Hoài ở đây luôn. Ngày thứ ba trên đảo, Vương Hạo biết Hứa Bích Hoài có thai bèn giới thiệu một câu lạc bộ suối nước nóng cho cô, nói là nước suối thiên nhiên ở nơi đó có lợi cho sức khỏe, rất hợp với Hứa Bích Hoài. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bèn cùng nhau đi đến câu lạc bộ suối nước nóng kia, nhưng nơi này nam nữ phải tách nhau ra, Lâm Thanh Diện không có hứng thú với chuyện tắm nước nóng, cho nên lần nào cũng đợi bên ngoài để Hứa Bích Hoài đi vào tắm một mình. Sau mấy ngày, Hứa Bích Hoài thật sự cảm thấy thân thể vì tắm suối nước nóng mà khỏe mạnh hơn rất nhiều. Vì thế ngâm suối nước nóng đã trở thành kế hoạch phải làm mỗi ngày của cô. Sau mấy ngày, Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện là cô quen biết một người bạn xinh đẹp ở câu lạc bộ suối nước nóng, nói chuyện rất hợp với cô, hai người cái gì cũng nói, hơn nữa người đó còn rất dịu dàng, rất có giáo dục. Hứa Bích Hoài vừa gặp người ta lập tức cảm thấy như thân quen đã lâu, chỉ thiếu gọi là bạn thân nữa thôi. Vì có bạn suối nước nóng cùng nhau tắm suối nước nóng này, Hứa Bích Hoài bèn không cho Lâm Thanh Diện đi theo mình nữa. Mỗi ngày đều sẽ cùng người đó đến câu lạc bộ suối nước nóng, cũng tránh để Lâm Thanh Diện ngày nào cũng nhàm chán chờ đợi ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện luôn thấy rất khó hiểu với tốc độ phát triển tình bạn của phụ nữ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, Hứa Bích Hoài còn nói có thời gian sẽ dẫn anh đi gặp người bạn kia. Gần đây, Lâm Thanh Diện cũng phát hiện mỗi ngày Vương Hạo dẫn bọn họ ra ngoài tham quan về, vừa rảnh rỗi sẽ cầm sách lên đọc, hơn nữa còn ghi chú rất nhiều, một đứa trẻ rất chăm chỉ. Vương Hạo còn hỏi anh rất nhiều chuyện ở bên ngoài, lần nào Lâm Thanh Diện nói với cậu, mắt Vương Hạo đều sẽ sáng lên. Nghĩ đến sự tiếp đãi tận tình của nhà Vương Hạo trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh Diện cảm thấy lúc mình đi có thể giúp đỡ Vương Hạo, để cậu có cơ hội đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Chiều nay, hứa Bích Hoài và người bạn kia hẹn đi tắm suối nước nóng, một mình Lâm Thanh Diện ở trong nhà Vương Hạo thấy nhàm chán bèn định đến tìm Vương Hạo đi dạo. Nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của Vương Hạo trong nhà thầm thấy khó hiểu, theo lý thuyết Vương Hạo sẽ luôn ở nhà, chuẩn bị dẫn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ra ngoài bất cứ lúc nào. Lúc này anh nghe thấy ngoài nhà truyền đến tiếng cãi vã ầm ĩ thì bèn đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Hạo đang bị một đám con trai tầm tuổi mình vây quanh. Chàng trai dẫn đầu đang giơ tay tát một cái lên mặt Vương Hạo. Chương 604, các cậu lên một lượt đi. Thằng nhóc xanh, nghe nói mày lại tìm khách làm hướng dẫn viên du lịch thậm chí còn để khách ở lại trong nhà mày luôn con mẹ nó mày thật to gan ghê nhỉ người cầm đầu mắng vương hạo một câu vương hạo bị tát một cái mặt lập tức đỏ lên cậu chừng người trước mặt cực kỳ không phục quát lên lưu thế minh trên đảo đâu có quy định tôi không được làm hướng dẫn cho khách biết bao nhiêu người trên đảo đang làm chuyện này cậu dựa vào cái gì mà đánh tôi chàng trai tên lưu thế minh cười khinh bỉ dựa vào việc ba tao là chủ nhiệm của phòng quản lý hướng dẫn viên du lịch Tao nói mày không có tư cách là là mày không được làm, làm sẽ bị ông đây dạy dỗ. Vương Hạo vô cũng tức giận, Lưu Thế Minh này là bạn học của cậu, vì trong nhà Vương Hạo không có điều kiện nên rất hay bị Lưu Thế Minh ức hiếp. Hướng dẫn viên du lịch trên đảo thật sự do ba của Lưu Thế Minh quản lý, chỉ là người trên đảo vì có thể kiếm được chút tiền mà lén nhận công việc không ít, bình thường ba của Lưu Thế Minh cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, dù sao cũng đều là cư dân trên đảo, không cần phải quản lý quá chặt chẽ. Lưu Thế Minh chỉ trướng mắt Vương Hạo, cho nên cố ý tới gây chuyện. "Mau đưa tiền mày kiếm được từ người khách kia ra đây cho tao, tao sẽ tạm tha cho mày một lần, nếu không thì đừng trách tao không khách sáo." "Bọn họ là bạn của tôi, tôi không có lấy tiền của bọn họ." Vương Hạo nói. "Bớt có giả vờ đi, tao thấy mày thiếu đòn đúng không? Đưa hay không, không đưa hôm nay tao sẽ vả nát mặt mày." Lưu Thế Minh lại quát lên với Vương Hạo. Vương Hạo cắn răng, trợn mắt chừng Lưu Thế Minh dáng vẻ không muốn khuất phục, chỉ là Lưu Thế Minh người đông thế mạnh, mấy người bắt lấy cậu, muốn chạy cũng không được. Lưu Thế Minh thấy Vương Hạo không nói lời nào thì lại giơ tay lên, muốn tát một cái lên mặt cậu. Đúng lúc này, một bàn tay túm lấy cổ tay hắn, dùng sức một chút đã ném cậu ta sang một bên. Các người làm gì đó? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn chầm chầm đám người Lưu Thế Minh, duỗi tay kéo lấy Vương Hảo. Lưu Thế Minh quay đầu nhìn than gờ qua Lâm Thanh Diệt, sau đó mắng, "Mẹ kiếp, anh là thằng nào đấy, có biết ông là ai không mà dám cản chuyện của ông hả? Chán sống rồi sao?" Đại ca, nghe khẩu ngữ của người này chắc là đến từ bên ngoài, có lẽ là khách trong nhà Vương Hạo đó, một chàng trai bên cạnh nói. Lưu Thế Minh quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới, thấy Lâm Thanh Diện ăn mặc bình thường, còn tìm hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư rồi ở luôn trong nhà của hướng dẫn viên, vừa nhìn đã biết là loại khách du lịch không có tiền, cho nên cũng không sợ Lâm Thanh Diện. Vương Hạo thấy Lâm Thanh Diện ra mặt thay mình thì hơi nôn nóng, cậu bị đánh một trận cũng không sao, nhưng nếu vì thế khiến Lâm Thanh Diện gặp phiền phức, cậu sẽ rất áy náy. Anh Lâm Thanh Diện, đây là chuyện giữa em và cậu ta, anh không cần phải xen vào đây. Lưu Thế Minh này có chút thế lực trên đảo, ba của cậu ta là chủ nhiệm phòng quản lý hướng dẫn viên du lịch, quen biết rất nhiều người, đắc tội cậu ta sẽ không có lợi với anh đâu." Vương Hạo la lên. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Vương Hạo một cái, cười nói: dù cậu ta là ai vì tiện đánh người cũng không đúng chuyện này tôi sẽ xử lý giúp cậu cậu đứng bên cạnh nhìn là được lưu thế minh và đàn em sau lưng cậu ta đều bật cười rõ ràng đang xem thường lời của lâm thanh diện lưu thế minh tiến lên hai bước vặn tay mình lên tiếng đừng tưởng anh lớn hơn chúng tôi mấy tuổi là lợi hại hơn chúng tôi cho anh biết ông đây là đai đen tam đẳng tây côn đô đấy chỉ cần đá một cước đã có thể đá vỡ đầu cậu rồi vương hạo lo lắng nói anh lâm thanh diện Lưu Thế Minh nói đúng đó, cậu ta thật sự từng học Taekwondo, đánh nhau rất giỏi, anh đừng nên đánh nhau với cậu ta. Lâm Thanh Diện cười khinh bỉ, nếu đánh nhau có thể giải quyết vấn đề, vậy chuyện này thật sự rất đơn giản. Tuy đánh nhau với một đám nhóc 18 tuổi hơi ỉ lớn hiếp nhỏ, nhưng Lưu Thế Minh hành động thật sự hơi đáng ghét, Lâm Thanh Diện cũng chỉ dạy dỗ cậu ta một chút thay ba mẹ cậu ta thôi lưu thế minh thấy lâm thanh diện không hề sợ hãi thì hừ lạnh một tiếng nói nếu anh đã tự tìm đường chết vậy thì đừng trách tôi không khách sáo các cậu lên cùng một lúc đi tôi không muốn ức hiếp các cậu lâm thanh diện nói lưu thế minh lập tức cười ha hả nói ôi tời tên này kiêu ngạo ghê nhỉ kêu chúng ta cùng lên anh ta sợ một mình tôi không đánh chết anh ta được sao đại ca nếu anh ta đã đưa ra yêu cầu như vậy thì chúng ta cùng lên đi cho anh ta hiểu cái giá của việc giả vờ một đàn em lập tức nói không cần người này một mình tôi là đủ đợi tôi đánh ngã anh ta rồi các cậu hẳn lên lưu thế minh nói xong thì lùi lại mấy bước khởi động người bày ra thế mở đầu tây côn đô tiêu chuẩn sau đó cậu ta hét to một tiếng xông về phía lâm thanh diện ăn một cước của ông đây đi lưu thế minh tung người lên không đá vào lâm thanh diện trông rất có khí thế lâm thanh diện thấy chiêu thức của cậu ta thì lắc đầu hai người đánh nhau kiêng kỵ nhất là trạng thái bay lên của mình, nếu không có điểm trợ lực, những người đó sẽ trở thành mục tiêu sống. Chiêu của Lưu Thế Minh nhìn thì rất ngầu, nhưng cũng chỉ dùng để đá ván gỗ thì được, nếu dùng trong thực chiến, hù dọa con nít thì được, gặp người thạo nghề đều có thể đánh ngã cậu ta. Lúc Lưu Thế Minh sắp đá trúng Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện xoay người đá ngang một cái thẳng vào bụng Lưu Thế Minh, lập tức đá bay cậu ta ra ngoài. Lưu Thế Minh ngã xuống đất tỏ vẻ khó tin mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này không ngờ cao thủ đai đen tam đẳng tây côn đô trong cảm nhận của bọn họ lại bị người ta giải quyết chỉ với một cước vương hảo cũng không ngờ lâm thanh diện lợi hại như thế cậu vốn còn cho rằng lâm thanh diện sẽ bị lưu thế minh đánh một trận tụi bây còn ngơ ngác cái gì lên hết cho tôi con mẹ nó hôm nay không đánh ngã anh ta ông đây không mang họ lưu lưu thế minh la to mấy đàn em của cậu ta chỉ trần trừ một lát rồi tiến về phía Lâm Thanh Diện, bao vây lấy anh. Lưu Thế Minh cũng đứng dậy từ dưới đất, lại xông về phía Lâm Thanh Diện. Chừng 5 phút sau, Lưu Thế Minh ngã dưới đất, yếu ớt nói với Lâm Thanh Diện, ông anh, tôi sai rồi, từ này về sau tôi sẽ đổi theo họ anh, anh tha cho tôi đi. Lâm Thanh Diện duỗi tay túm lấy áo cậu ta, kéo cậu ta đi tới trước mặt Vương Hạo, xin lỗi cậu ấy. Lưu Thế Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Hạo, rõ ràng rất không muốn xin lỗi người trước giờ mình vẫn luôn xem thường. Lâm Thanh Diện cô nắm đấm trước mặt Lưu Thế Minh. Lưu Thế Minh không chút nghĩ ngợi cất lời, Vương Hảo, tôi sai rồi, xin cậu ta thứ cho tôi, sau này tôi cũng không dám nữa. chương 605, có thể dùng tiền giải quyết thì không thành vấn đề. Anh Lâm Thanh Diện, anh thật sự rất lợi hại, bọn họ có nhiều người như vậy, lại bị anh thuần thục giải quyết như vậy, thật sự là còn lợi hại hơn cao thủ võ Lâm ở trong TV lần. Sau khi đám người lưu thế minh áo náo rời đi, vẻ mặt của Vương Hạo đầy sùng bái nhìn Lâm Thanh Diện, còn suýt chút nữa là xin chữ ký của Lâm Thanh Diện. Rèn luyện thân thể cho tốt vào, cơ thể cường tráng là điều căn bản nhất, trở về tôi sẽ dạy cho cậu mấy chiêu, sau này cậu có thể không cần lo việc sau này bị bắt nạt. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Vương Hạo nghiêm túc gật đầu, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nhưng mà chỉ trong chốc lát, anh ta lại hơi mất hứng cha của Lưu Thế Minh là chủ quản lý hướng dẫn viên du lịch ở chỗ này, ở đảo Ánh Trăng này cũng là người có quan hệ rộng, mặc dù hôm nay Lâm Thanh Diện thay anh ta dạy dỗ Lưu Thế Minh, giúp anh ta, nhưng mà với tính cách của Lưu Thế Minh, chắc chắn sẽ không có từ bỏ. Hơn nữa rất có thể Lưu Thế Minh sẽ đi tìm cha của hắn để giúp đỡ, đến lúc đó Lưu Thế Minh sẽ quay lại trả thù, chỉ sợ không chỉ có mình anh ta. Nghĩ đến việc này, trong lòng Vương Hạo đột nhiên lo lắng, nhưng anh ta cũng không dám nói cho Lâm Thanh Diện biết, dù sao Lâm Thanh Diện đã giúp anh ta một lần, anh ta không muốn khiến cho Lâm Thanh Diện phiền lòng vì mình. Buổi tối, Hứa Bích Hoài trở về từ câu lạc bộ suối nước nóng, sau đó lại nói chuyện với Lâm Thanh Diện về cô bạn tắm cùng dịu dàng như thế nào, thân thiện như thế nào, khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy Hứa Bích Hoài có phải đang bị bẻ cong không. "Vợ, người bạn phiền hữu này của em có bạn trai không?" Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. "Không có nha, sao vậy?" Hứa Bích Hoài hơi nghi ngờ. Em nói người bạn tắm chung đẹp, dịu dàng, thân thiện, còn biết chăm sóc cho bản thân như vậy, sao cô ấy không đi tìm bạn trai? Chả nhẽ cô ấy có ý đồ gì đó với em hả? Lâm Thanh Diện mở miệng cười. Lập tức hứa Bích Hoài liếc mắt nhìn Lâm Thanh Diện, nói, người ta cũng có người yêu rồi, anh ngày nào cũng nghĩ bậy bạ gì vậy? Anh đây không phải là sợ vợ mình bị người khác cướp mất sao, hơn nữa là còn do một người phụ nữ cướp mất, vậy anh khóc không ra nước mắt sao? Lâm Thanh Diện trêu gẹo nói. Thần kinh, hứa bích hoài liếc Lâm Thanh Diện, em đã nói với cô ấy rồi, tối mai cùng ăn một bữa cơm, đến lúc đó em sẽ giới thiệu cô ấy cho anh. Được, Lâm Thanh Diện cười đồng ý, mấy ngày nay luôn nghe hứa bích hoài nhắc đến, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy hơi hứng thú với cô bạn này. Nói với anh trước, anh cũng không thể sinh ra ý nghĩ gì đó với cô ấy, dù cô ấy thực sự rất đẹp, còn rất tao nhã, nhưng anh là của em, nếu anh có ý gì đó không tốt với cô ấy, em nhất định sẽ không tha cho anh hứa bích hoài nghiêm túc nói em còn không biết anh sao trong lòng anh chỉ có một mình em sao có thể có ý đồ gì không tốt với người khác chứ lâm thanh diện cười ôm hứa bích hoài tay sờ bụng của cô ai nha chờ tí nữa chú vương và thím vương trở về nhìn thấy sẽ rất lung tung đó hứa bích hoài ngượng ngùng nói không bao lâu sau chú vương và thím vương trở về từ bên ngoài chú vương vừa về đến nhà hét to một tiếng vương hạo Thằng nhóc này, lăn ra đây cho ba." Vương Hạo đang đọc sách ở trong phòng nghe thấy tiếng này của cha anh ta, chạy vội ra ngoài. Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài cũng chạy đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chú Vương thấy Vương Hạo đi ra, lập tức đi đến, cầm tay anh ta, sắc mặt tái xanh nói, "Con có biết đã gây tai họa lớn gì cho ba không hả? Có phải con đánh Lưu Thế Minh không?" Ba người ta hôm nay đến tìm, nói rằng ba vi phạm quy tắc của hòn đảo này, đóng cửa quán ăn của chúng ta. Hơn nữa cấm chúng ta thực hiện bất cứ hành động gì liên quan đến hoạt động thương mại gì ở trên hòn đảo này, con nói xem sau này chúng ta sống thế nào." Thím Vương cũng bất đắc dĩ nhìn Vương Hạo, cau mày, liên tục thở dài. "Ba, là lưu thế mình chạy đến gây phiền phức cho con, con cũng không có đụng gì đến tên đó, ba nhẹ chút, lỗ tai con sắp bị ba vặn rơi rồi." Vương Hạo cầu xin tha thứ. "Người ta đến gây phiền phức cho con, con đánh người ta thành như vậy. Bây giờ bởi vì con chén cơm nhà chúng ta cũng mất rồi con nói xem sau này chúng ta sống thế nào đây vẻ mặt chú vương đầy tức giận được rồi anh mắng con trai cũng vô ích thôi hay là suy nghĩ xem sau đó nên làm sao đi thím vương mở miệng lâm thanh diện nghe thấy lời của chú vương cũng đã hiểu sơ sơ việc gì đã xảy ra anh đi đến chỗ chú vương mở miệng nói chú chú thả vương hạo xuống trước đi lưu thế minh không phải do vương hạo đánh mà là do cháu đánh chú vương nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện thái độ cũng dịu đi chút nói lâm thanh diện à cháu không cần phải xin tha thứ cho thằng nhóc này đâu đây là chuyện của nhà chú cháu không cần phải để ý đâu đám người lưu thế minh kia thật sự là do cháu đánh vương hạo gầy yếu như vậy sao có thể đánh được tên đó chứ lâm thanh diện giải thích sau đó anh kể lại toàn bộ chuyện của chiều hôm nay chú vương và thím vương nghe xong vẻ mặt không biết làm sao vương hạo cũng hơi tự trách dù sao lâm thanh diện cũng là vì mình mới ra tay với lưu thế minh cho dù như thế nào chuyện này cũng không thể trách lâm thanh diện được ba chuyện này là do con con nguyện ý gánh toàn bộ trách nhiệm ngày mai con sẽ đi xin lưu thế minh vương hạo mở miệng nói thôi nhà lưu thế minh ở trên đảo ánh trăng này có quyền thế không phải là người chúng ta có thể trêu chọc được chuyện bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tìm cách rời khỏi đảo ánh trăng này vào đất liền kiếm sống vẻ mặt chú vương đầy bất đắc dĩ nói lúc này lâm thanh diện tiến lên nói chú vương thím vương hai người yên tâm người là do cháu đánh chuyện này cháu sẽ giúp hai người giải quyết chuyện này vốn là do bọn họ cố tình gây sự hai người đáng lẽ không nên chịu hậu quả như vậy chú vương lắc đầu nói vô dụng thôi hai người cũng chỉ là du khách trên đảo này căn bản không thể đấu lại được nhà lưu thế minh đừng có kết luận sớm thế chú trước chú nói với cháu nhà lưu thế minh này ở trên đảo ánh trăng này, có bối cảnh như thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng. Đảo ánh trăng này, là do Trần Gia quản lý, tất cả nghề ở trên đảo này, đều bị Trần Gia khống khế, mà ba của Lưu Thế Minh, lại là con chó của Trần Gia, mấy năm trước ba của tên đó bỏ tiền mua chức quản lý trưởng hướng dẫn viên du lịch ở chỗ này, sau đó bắt đầu kết bạn với nhiều người, bây giờ, nhà Lưu Thế Minh ở trên đảo ánh trăng này, trừ người của Trần Gia, đã không có ai dám chọc nữa. Chú Vương giải thích cho Lâm Thanh Diện, sau khi lâm thanh diện nghe xong mở miệng hỏi chú nói là vị trí này của ba lưu thế minh là bỏ tiền mua không sai đảo ánh trăng khác với những chỗ khác là ở chỗ chỉ cần có tiền là có thể mua được bất cứ thứ gì bao gồm cả chức vị quản lý điều kiện duy nhất là phải có nhiều tiền chú vương mở miệng nói nghe thấy ông ta nói như vậy lâm thanh diện lập tức cười lên trong lòng cũng đã có cách giải quyết vấn đề này phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết được thì cũng không thành vấn đề. Chú, hai người đừng lo lắng nữa, chuyện này cháu đã có cách giải quyết rồi, hai người nghỉ ngơi trước đi, chờ đến ngày mai cháu sẽ khiến cho nhà Lưu Thế Minh nhận hình phạt mà họ phải nhận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 605.